Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm Quý Tỵ 2013, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, là rằm rất là lớn. Tất cả các chùa đều tổ chức. Tuy nhiên, quý vị ở phương xa cũng như trong tỉnh Lâm Đồng, hôm nay tập trung về tương đối cũng khá đông. Và thưa quý vị, đêm hôm qua giáo nhàn có thuyết giảng một cái đề tài, đó là phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà xuyên qua lễ Phật trì danh và trì giới. Và đêm hôm qua giáo nhàn thấy rất là ưng ý buổi giảng đêm hôm qua. Có nhiều chú ở khu chuyên tu cảm nhận được điều này. Và lúc trên đường đi về thì nhớ lại những cái điều mà giác nhàn chia sẻ, các chú xúc động mà rơi nước mắt. Vì thấy Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc là người cha ruột của mình. Và mình bỏ người cha này đã đi lạc lòi, làm kẻ cùng tử lang thang bao nhiêu đời kiếp rồi. Hôm nay được giác nhàn nhắc lại cho nên xúc động rơi nước mắt. Vì thấy đây là cha ruột của mình, chứ không phải là cha ghẻ. Nếu thực sự nếu ai niệm Phật và khi tụng kinh thấy Đức Phật A Di Đà là người cha lành và cha ruột của mình, thì người này niềm tin của họ bắt đầu tiến sâu, và cái lời nguyện cũng cảm với Đức Phật A Di Đà. Cho nên thành ra mình mới thấy là người cha của mình thực sự đã đang ở trời Tây, duỗi tay để đón mình về. Vì vậy ai muốn về Tây Phương Cực Lạc thì nên thọ trì đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì bộ kinh này giúp cho hành giả có được tín tâm, và cái nguyện lực của mình ngày một tha thiết, gọi là tin sâu và nguyện thiết. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ không thể bỏ được. Và tiếp tục, chúng tôi hôm nay vẫn tiếp tục giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ và phẩm thứ ba, đó là Đại Giáo Duyên Khởi. Sáng hôm nay 12 giờ kém giờ khuya, tự nhiên ngồi thức dậy và hành trì và cảm nhận được cái bộ kinh này rất là kỳ diệu. Vì cái bộ kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra
Và không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra mà mười phương chư Phật đều có nói ra. Và bất cứ một vị Phật nào thành Phật ở một cảnh giới nào, ở quốc độ nào, ở tha phương nào đều phải nói đến bộ kinh này. Vì do cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là khi con thành Phật, mười phương chư Phật thành Phật ở một cõi nào, nếu không nói đến cảnh giới của con, nếu không nói đến 48 lời nguyện của con, nếu không nói đến công đức danh hiệu của con, thề con không tròn ngôi chánh giác. Vì Ngài có lời thề nguyện này, cho nên mười phương chư Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi Ta Bà đều nói đến cảnh giới cực lạc do cái nguyện thứ 17 này. Và hôm nay chúng ta cũng nói bộ kinh Vô Lượng Thọ cho chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này, và tiếp tục nói và nói mãi, và giác nhàn phát nguyện trong một đời này chỉ giảng một bộ kinh này. Vì mình không có thời gian phải giảng nhiều bộ kinh, và mình không có thời gian tu theo nhiều bộ kinh, mà mình chỉ tu theo một bộ kinh này. Có thiếu không? Chắc chắn không thiếu. Quý vị học từ lớp 1 đến lớp 12 thì rất nhiều môn gọi là văn, toán, sử, địa, lý, hóa, vân vân. Nhưng khi vào đại học chuyên khoa, đại học công nghệ thông tin và đại học y vân vân thì quý vị phải chuyên khoa, quý vị mới ra thành nghề. Về phần giáo, quý vị có thể nghiên cứu Tam Tạng Giáo Điển, Kinh Luật Luận, và nghiên cứu Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Lăng Nghiêm, vân vân và vân vân. Nhưng khi bạn tu thì bạn nên chọn một môn bạn tu: một là thiền, hai là tịnh độ, ba là mật tông, hoặc giả quý vị đi vào con đường của Pháp Hoa Tông, hoặc giả là Hoa Nghiêm Tông. Mà đi con đường nào là chỉ còn một con đường mà thôi. Nếu Pháp Hoa là chuyên Pháp Hoa, Hoa Nghiêm là chuyên Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm thì chuyên Lăng Nghiêm, mật tông thì chuyên mật tông, Đại Bi thì chuyên Đại Bi, mà tịnh độ thì chuyên tịnh độ, thì chắc chắn quý vị sẽ thành công. Còn quý vị tu sen tạp thì không bao giờ thành công, và rất lâu. Với căn cơ của mình là không biết bao nhiêu đời kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp, không biết thành tựu hay không nữa. Cho nên mình chọn một môn. Và cái bộ môn này là phổ cập cho ba căn, là thượng căn, trung căn và hạ căn, gọi là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, gọi là ngu ngu quê quê, hai lúa dốt dốt như giác nhàn, tu được luôn. Những bà già trầu khi nghe đến một đoạn kinh Vô Lượng Thọ, khi con thành Phật, và bất cứ một chúng sanh nào khi thọ mạng hết mà hân hoan vui vẻ niệm danh hiệu con một niệm đến mười niệm, và đầy đủ tín nguyện hân hoan vui vẻ mà niệm, quyết định sanh về cõi con. Nếu không sanh được thề con không thành ngôi chánh giác, trừ những kẻ phạm ngũ nghịch trọng tội mà còn hỷ bán chánh pháp. Nếu họ ngũ nghịch trọng tội lỡ phạm nhưng còn tin chánh pháp, là còn tin Đức Phật Di Đà, còn tin có Tây Phương Cực Lạc, và còn tin danh hiệu Phật này có thể cứu bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn bạn sẽ thành công, không sớm thì muộn. Chứ pháp môn này là một cái lưới, nó bao trùm phủ hết, từ phàm phu, gọi là ngu phu ngu phụ, cho đến hàng đẳng giác Bồ Tát sắp sửa thành Phật ấy thế mà cũng nguyện vãng sanh. Pháp môn này bất khả tư nghì. Mà mỗi khi mà quý vị giới thiệu cho người khác, tán thán như vậy, cái công đức của quý vị còn hơn là cúng dường cho hàng sa thánh. Mà lắng nghe ngang, chỗ này quan trọng nè. Dầu cho bạn tán thán từ bây giờ cho đến tột cùng đời vị lai, cũng không thể nào hết được cái thù thắng vi diệu của cảnh giới cực lạc và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và cái tán thán vi diệu nhất và cao siêu nhất, đó là trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Hằng ngày chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc niệm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là đang tán thán Phật. Người không tin danh hiệu Phật, không tin Đức Phật A Di Đà, niệm không được. Và bước đầu họ mới tin sơ sơ thì họ niệm nó cũng chưa có ý vị gì hết, mà họ cứ niệm hoài, họ tán thán hoài, nhờ cái công đức xưng niệm, xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lâu ngày
thì cái tâm họ cảm với tâm Phật, gọi là tâm Phật không hai, hay gọi là tâm Phật bất nhị. Muốn cho tâm mình với Phật bất nhị thì miệng mình không rời niệm. Muốn cho miệng mình không rời niệm để giữ suốt ngày, như Ngài Ấn Quang nói, cái bí quyết của bạn thành công là suốt ngày không rời danh hiệu Phật. Muốn suốt ngày không rời danh hiệu Phật, cái cách mà chúng tôi thấy xưa nay tuyệt hảo nhất, phổ cập nhất, mà vi diệu nhất, mau thành tựu nhất, đó là lắng nghe lại danh hiệu bằng cách niệm thầm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ 12 giờ mấy gần 1 giờ khuya đến sáng 5 giờ rưỡi tu, thấy nó an lạc và tâm không trụ nơi đâu, chỉ lắng nghe danh hiệu Phật, không có một vọng tưởng gì mà dấy khởi. Dẫu nó dấy khởi lên rồi giống như là một loại rác bùi nhùi liền vô đống rửa nó cháy, liền vô đống rửa nó cháy. Cái rác đó là cái phiền não, khi mà nó khởi lên, nó được cái lửa tam muội của câu A Di Đà Phật mình nung đúc á, nó khởi lên nó xẹt cái mất, khởi lên xẹt cái mất, nó không có tác dụng để hoành hành. Hay cái chỗ này, rồi lâu ngày nó không khởi được luôn, muốn khởi mà khởi cũng không được nữa. Hay lắm. Cho nên thành ra pháp môn này nó vi diệu, là Phật thiết, là Phật Thích Ca Mâu Ni thiết. Cái bộ kinh Vô Lượng Thọ là Phật Thích Ca Mâu Ni thiết. Cái bộ kinh A Di Đà là Phật Thích Ca Mâu Ni thiết. Và quán kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng thiết cho bà Vi Đề Hy. Và kinh Lăng Nghiêm đó là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, do Tổ Ấn Quang là tổ thứ 13 liệt vào trong tứ kinh Tịnh Độ. Và ngũ kinh Tịnh Độ đó là 10 đại nguyện vương của bộ Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, để quy hướng chúng sanh về cực lạc, và để cho tất cả những vị tu sĩ cũng như cư sĩ và những hành giả biết rằng cái Tịnh Độ nó mầu nhiệm lắm, kinh Hoa Nghiêm là cao nhất, còn phải nói đến Tịnh Độ. Và nói đến Tịnh Độ để quy tất cả mọi người và hàng Bồ Tát về Tịnh Độ. Cho nên có nhiều người chưa hiểu về Tịnh Độ, nói cái pháp môn Tịnh Độ là pháp môn nương vào tha lực hèn yếu, là pháp môn dành cho bà già con nít. Ơ, dành cho bà già con nít. Vậy Đức Quan Âm Bồ Tát tu Tịnh Độ, bây giờ Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bà Quan Âm cũng bà già con nít hả? Ơ, Phổ Hiền Văn Thù, Mã Minh Long Tượng trong nhà thiền cũng bà già con nít ráo à? Nói lộng ngôn đọa địa ngục chết. Đừng nói bậy. Biết thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Coi lại đi những hành trạng của chư tổ tu thiền hồi xưa, là quay về Tịnh Độ như Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, đã thấu triệt nguồn tâm tự tại sanh tử. Nhưng Ngài biết là Bồ Tát còn mê khi chuyển qua một cái ấm, là bỏ xác thân này khi chuyển qua là mê. Cho nên thành ra Ngài phải gì? Ngài phải nói thật vì sanh tử, phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Đó là tổ Triệt Ngộ Thiền Sư, là tổ thứ 11. Cho nên thành ra những vị khác tu thiền hay tu mật tông, đừng nên chê bai chỉ trích về Tịnh Độ, lộng ngôn mang tội đọa chết. Riêng bản thân chúng tôi lúc trước cũng có tu thiền, cũng có tu mật, mà đến hôm nay chuyên sâu về Tịnh Độ, không dám chê bai chỉ trích môn pháp môn thiền hay là pháp môn mật tông hay là pháp hoa hay là Hoa Nghiêm, vì tất cả những pháp môn đó là điều từ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Nếu mình chê những pháp môn đó, không ngờ rằng mình chê Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình chê bổn sư của mình. Mình đã không có thực hành, mình không y giáo phụng hành thì thôi, mà mình chê như vậy là không tôn trọng bổn sư, thì người này không bao giờ thành tựu được. Cho nên xưa nay quý vị thấy cái đời nào chúng tôi dám chê pháp môn nào không? Hồi đêm hôm qua chúng tôi có nói quý vị nghe cho kỹ, Tịnh Thất Quan Âm đi theo cái hướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, hay gọi là cổ tổ Ấn Quang, là lạy một Phật A Di Đà, không lạy vạn Phật, không phải là chê vạn Phật, mà cái con đường đó nó khó vì quy vạn Phật trở về một Phật, và lạy cho cảm vạn Phật để mà mình cảm được lại một ông Phật ở trong thể tánh thanh tịnh của mình là điều khó. Giống như là chét dầu trên cột đồng mà leo, cột đồng nó đã trơn rồi, không có cái gì để bám rồi, mà thoa dầu ăn trên đó mà trèo lên, nó tuột xuống, trèo lên tuột xuống, làm sao mà tới đích được, làm sao mà tới điểm được, khó vô cùng. Cho nên cái pháp môn Tịnh Độ này nó rất dễ, dễ đến nỗi mà người ta phải nghi ngờ, người ta nghi ngờ, người ta không tin. Làm gì mà niệm A Di Đà Phật,
Để lúc mãn báo thân này, bỏ cái sắc thân phàm tình này mà về Tây Phương Cực Lạc, được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam minh tứ trí, ngũ nhãn lục, ngũ thông được, ngũ thông làm sao mà được. Cái chuyện này làm sao mà có. Phải tu mất kiếp này rồi kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, nhiều kiếp mình mới thành tựu được, chứ làm gì mà một kiếp. Đó là người không có thiện căn phước đức nhân duyên. Chút nữa chúng tôi nói về cái bộ kinh này, người không có thiện căn phước đức nhân duyên là không tin và không được vãng sanh. Và Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về cái bộ kinh này, Đại Thừa đây là cái pháp môn mà phổ cập cho hàng thượng căn, trung căn và hạ căn. Và Đại Thừa là cái cỗ xe lớn, nó có thể chở tất cả chúng sanh, dầu cho cái nghiệp họ là cái nghiệp ngũ trọng nghịch thiệt là nặng, phạm ngũ giới, không có được cái nhân để làm người nữa, nhưng họ biết quay đầu ăn năn sám hối và giữ cái danh hiệu Phật, dùng tín nguyện trì một bộ kinh này nguyện vãng sanh. Nếu họ chân thành tha thiết thì người này vẫn cứu vớt được, gọi là đới nghiệp, là mang nghiệp cũ, họ về Tây Phương Cực Lạc, tự nó tiêu, tiếp tục họ tu để thành Phật, nó không bị thối đọa. Ở cõi này nó rất dễ thối đọa. Và Phật thuyết cái gì? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Và Đức Phật A Di Đà còn một tên nữa là Vô Lượng Thọ. Đức Phật A Di Đà còn là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Giác, Vô Lượng Công Đức. Và cái Vô Lượng Thọ này đại biểu cho Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức và Vô Lượng Giác. Nếu bạn có trí giác sáng suốt, bạn có Vô Lượng Công Đức, bạn có hào quang, nhưng tuổi thọ bạn ngắn, bạn có hưởng được không? Không. Bạn chết sớm làm sao bạn hưởng được cựu cổ cải vật chất đó. Cho nên thành ra Phật thấy chúng sanh ở cõi ta bà tham sống sợ chết, thích sống lâu mà sống mạnh khỏe. Cho nên Phật mới dùng một cái danh hiệu của Ngài và dùng cái công đức để tuổi thọ kéo dài, gọi là Vô Lượng Thọ. Và ai tụng bộ kinh này ngày nào cũng tụng, tinh thần mình nó mát mẻ, nó thoải mái, thì tuổi thọ của bạn bắt đầu sẽ kéo dài. Nghe chỗ này nha. Sở dĩ tuổi thọ của bạn ngắn nó do nhiều nguyên do. Không phải ông trời hộp nghiệp nó định mình 20 tuổi đúng chết là 20 tuổi, 80 tuổi là đúng 80 tuổi, gọi là định nghiệp. Số mình như vậy rồi, không thay đổi được. Cho nên thành ra khỏi phải tu hành, đến đó là hết số à. Dép mà coi có số nữa mà, con người mình đến đó là số nó hết rồi, không thay đổi được số, quan điểm đó là sai lầm. Thọ mạng của bạn đáng lẽ là 20 tuổi, nhưng nếu bạn sát sanh nhiều, có thể nó kéo về 10 tuổi và 5 tuổi. Và nếu thọ mạng bạn 20 tuổi mà bạn biết phóng sanh, ăn chay, tụng kinh Vô Lượng Thọ, nó sẽ kéo ra 100 tuổi. Gia giảng tuổi thọ tùy theo công đức tu hành và tùy theo phước báu hay là nghiệp báo. Nếu nghiệp báo của bạn nặng, sát sanh, hại dọt, ăn mặn, tạo nhiều tội ác, thì thọ mạng của bạn sẽ kéo ngắn lại. Nhớ rõ điều này. Không ai cho bạn đâu, không ông trời nào cho bạn hết, không ông thượng đế nào cho bạn hết. Và thọ mạng bạn muốn dài ra thì cũng tự bạn làm. Bạn phóng sanh, bạn ăn chay, bạn tụng kinh, bạn tu hành, tư tưởng của bạn thoải mái, hoan hỷ, thì thọ mạng bạn sẽ kéo dài. Chúng tôi ví dụ giống như một cái mũi tên, quý vị đưa ra, quý vị bắn. Nếu mà cái lực của mũi tên mạnh thì nó sẽ đi xa, còn cái lực mũi tên nó ít, nó yếu thì nó sẽ đi gần cái mũi tên. Cái mũi tên đó ví như cái sắc thân này, nó chịu ảnh hưởng với cái lực tư tưởng. Cái sắc thân này nó chịu ảnh hưởng với cái lực tư tưởng. Nếu lực tư tưởng là hoan hỷ, vui vẻ, và lực tư tưởng đó là lực Phật gia trì, vì đó người đó niệm A-di-đà Phật, thì có lực Phật gia trì thì tuổi thọ họ sẽ kéo dài, thọ mạng họ sẽ kéo dài. Đáng lẽ cái thân họ bị nghiệp báo phải trả cái nghiệp là ung thư, nhưng nó vượt qua khỏi ung thư luôn, vì thọ mạng họ có cái lực tư tưởng, đó là lực Phật gia trì. Vì sao có lực Phật gia trì? Vì họ trì danh A Di Đà Phật. Và trì như thế nào mới được lực Phật gia trì? Không gián đoạn nha bạn, không gián đoạn. Không phải khó đâu, điều bạn không chịu làm. Nếu mà nói về công việc ở chùa này lớn nhiều lắm, hơn 200 trú, 300 bà cụ, xây dựng làm đủ thứ, mà quan trọng mình biết sắp xếp thôi quý vị. Việc gì quan trọng mình để lên hàng đầu. Sáng nay lên giảng sớm, đáng lẽ tu 7 giờ mới xong, mà 5 giờ rưỡi là ngưng để chuẩn bị lo trên này, thì phải 11 giờ mấy, 12 giờ phải thức dậy tu bù. Phải không? Mình biết sắp xếp mà. Mình phải lo mình sắp xếp chứ. Cái việc gì quan trọng mình sắp xếp.
Mà tin chắc là trong này thấy cái chuyện niệm Phật tụng kinh, ông thầy nhàn nói phóng sanh là không quan trọng. Mình đang còn sống sờ sờ này mà nói cái chuyện gì mà vãng sanh, nói cái chuyện gì mà về với Phật. Nhưng thưa bạn, không ngờ, không ngờ thọ mạng của bạn hết hồi nào không ngờ. Có ai tin chắc rằng mình sống 20-30 năm nữa không? Chỉ có Phật, Ngài chứng được túc mạng thông, Ngài biết được vô lượng kiếp quá khứ, và Ngài biết được về cõi này ở bao nhiêu năm, Ngài làm chủ được gọi là nguyện lực Ngài tới đây. Còn tất cả chúng tôi và quý vị đều vì nghiệp lực đến đây. Vì nghiệp lực đến đây nó lôi kéo. Nếu là nghiệp nặng, nghiệp sát sanh, nghiệp trộm cắp, nghiệp trà tà dâm, và nghiệp nặng thì thọ mạng quý vị sẽ hết sớm và đi sớm. Rõ ràng không ai cho bạn đâu. Cho nên thành ra lạy Phật, tụng kinh, vô lượng thọ, thọ mạng của bạn sẽ kéo dài. Vì sao? Vì tinh thần tư tưởng của bạn được an lạc, khoan hỷ. Giống như cái lực của mũi tên nó có sức, cho nên thành ra nó kéo cái mũi tên đi xa. Cũng như cái sức lực trong tư tưởng mình nó có, nó hoan hỷ. Và nhờ cái sức lực của Phật lực gia trì, cho nên thành ra thọ mạng mình kéo dài. Mà đã có sức lực của Phật lực gia trì rồi thì nó ít bệnh hoạn, sống lâu và mạnh khỏe như Hòa Thượng Tịnh Không á. Chứ không phải sống lâu nằm rề rề, rên rên, hì hì. Không có. Và nếu ai tụng kinh vô lượng thọ thì thân tướng họ trang nghiêm, vì trong đây là những tư tưởng của Phật, những công đức của Phật trong kinh. Cho khi mình tụng kinh là tư tưởng mình nó trang nghiêm. Lúc trước là đụng đâu nói đó, nó sàm sàm. Có người mình không trang nghiêm đứng đắn, người ta nhìn người ta không có quý kính mình, người ta không kính phục mình. Hôm nay mình tụng kinh tự nhiên con người mình đã trang nghiêm thân tướng, vì mình lấy cái công đức Phật tưởng trong kinh để mình trang nghiêm tư tưởng của mình. Thì lâu ngày tư tưởng của mình đã trang nghiêm, nó trở thành con người thánh nhân, thành hiền, thành thánh, thành Phật. Vì đây là tư tưởng của Phật. Nếu bạn tụng, bạn nhớ về phim kiếm hiệp thì lâu ngày bạn giống như là kiếm hiệp, cầm đi đâu cũng xách gươm đi theo. Tức là cái tư tưởng kiếm hiệp đã nhập vô tâm họ. Họ học về bác sĩ thì lâu ngày họ ra bác sĩ, họ mặc áo bác sĩ, họ hãnh diện, họ không có ngại, vì họ học cái tư tưởng của bác sĩ để họ làm bác sĩ. Làm bất cứ người nào và bất cứ ngành nghề gì, nó đều có cái tư tưởng, và tư tưởng cái ngành nghề đó bảo bọc mình. Mà cái ngành nghề gì rồi bạn cũng phải phủ tay ra đi thôi. Mà riêng cái ngành nghề mà học niệm Phật để làm Phật á, là đi theo Phật. Sướng lắm. Ngành nghề gì bạn cũng phải bỏ lại thôi, phải không? Bác sĩ bạn cũng bỏ lại, đại học y dược bạn cũng bỏ lại, đại học công nghệ thông tin, vân vân và vân vân. Những nghề thế gian này, bạn ra khỏi thế gian, thọ mạng hết, bạn qua thế giới bên kia là đổi sang một cái thọ mạng khác, thân tướng khác và cảnh giới khác và công việc khác. Thì công việc ở đây 30-40 năm, 50-60 năm để làm một cái ngành nghề bác sĩ, rồi phủi tay đi qua thế giới bên kia, lấy cái nghề bác sĩ ở cõi này không trị liệu bên kia được, không giải quyết được cái thế giới bên kia. Nhưng nếu mà học cái ngành nghề của Phật, là cái ngành nghề nó bao trùm trong chính pháp giới và trong thập phương pháp giới, cho nên đi cõi nào cũng xài được. Đi cõi nào cũng sử dụng lại cái nghề niệm Phật này được. Bạn xuống địa ngục thì bạn niệm Phật cho người ở địa ngục nghe. Bạn vô ngạ quỷ, bạn niệm Phật cho ngạ quỷ nghe. Bạn vô cõi người, bạn vô cõi trời, bạn vô cảnh giới thanh văn, bạn vô cảnh giới Bồ Tát, bạn về Tây Phương Cực Lạc, bạn vẫn xài được cái nghề này. Nghề này là bao trùm phổ quát. Mà bạn muốn hành cái nghề này nó có khó không? Có gì đâu mà khó, đâu có tốn đồng xu nào đâu. A-di-đà-phật mà khó à? Điều bạn không chịu niệm thôi à. 30 năm nay mới biết cái cách niệm không cho quên. Nó mừng cho nên không dám đi đâu. Cả tuần lễ này chúng tôi ở dưới khu chiên tu, mà khi nghe là câu niệm Phật rồi, nó không muốn đi ra bên ngoài. Ra bên ngoài sợ mình nói chuyện, nó mất cái thời gian niệm Phật, nó mất cái sự an lạc đó, và nó bị ảnh hưởng công phu. Cho nên thành ra cứ giữ cái danh hiệu A-di-đà Phật. Nói như vậy không phải quý vị ở ngoài đời, quý vị đi ra bên ngoài thì sao? Vẫn làm, nhưng mà công phu quý vị nó không có nhanh như những người nhập chuyên tu. Quý vị ở bên ngoài vẫn niệm nó từ từ, thời gian lâu hơn. Nhưng một đời còn lại của bạn sẽ thành công nếu bạn giữ pháp môn này đừng thay đổi. Và niệm đến cái trạng thái nó thanh tịnh, nó an lạc, lạ kỳ.
trang nghiêm, nó thanh tịnh con người mình, nó thanh tịnh an lạc, không có cái gì dục lạc thế gian có thể đánh đổi được. Tài sắc danh thực thì ngũ dục lục trần không thể nào đánh đổi được, mà cái danh hiệu A Di Đà Phật khi mà cảm nhận được cái an lạc mà họ tối chúng tôi gọi là pháp vị, cái hương vị của Phật pháp, cái hương vị của câu A Di Đà Phật, bạn đã nếm chưa? Bạn niệm đi rồi bạn sẽ nếm được cái hương vị đó. Nó tuyệt vời và trên cả tuyệt vời, very good và very very good. Không phải đánh lừa bạn đâu, không phải nói khoác lác ngoài môi đâu. Đôi khi chúng tôi nói ra kêu thầy này cũng khoe khoang khoác lác, mà chúng tôi chỉ nói đến cái công đức danh hiệu để quý vị có niềm tin. Nhưng chúng tôi tin chắc là có những người hời hợt niệm Phật phải trì chú thêm. Mà trì chú thêm đó là bạn đã xen tạp rồi. Giác Minh Diệu Hạnh Đồ Tát nói bạn tu như vậy lâu lắm, mà khi nó an lạc bạn chả biết là do trì chú an lạc hay là niệm Phật an lạc. Là bán tính bán nghi không biết phương pháp nào. Và lúc lâm chung bạn trì chú nổi không? Bốn chữ A Di Đà Phật bạn trì không nổi, bạn giữ không được à? Lúc lâm chung không phải dễ à? Vô giấc ngủ là mê rồi, mà cái lúc lâm chung nó na ná như giấc ngủ và nó nặng hơn giấc ngủ nữa, thì làm sao bây giờ niệm? Cho nên Ngài Hám Sơn nói rất hay, trong hiện tại này bạn không giữ danh hiệu Phật liên tục được thì phiền não nó sẽ mọc lên, nó đánh cho bạn tơi tả, và sân hận nó nổi lên, nó làm cho bạn hả tiêu hết công đức và ảnh hưởng người khác. Đụng cái gì cũng nổi sân và không bằng lòng, đi đâu cũng không giữ ý. Thì lúc trong giấc ngủ bạn cũng không làm chủ được ác mộng, mà trong ác mộng bạn không làm chủ được rồi thì lúc lâm chung bạn cũng bó tay chấm com luôn. Lúc lâm chung bạn cũng thua nó luôn. Thua nó thì bị đi đâu? Một là lục đạo luân hồi, còn nổi sân quá về cảnh giới A-tu-la, còn không nữa chui vô bụng mẹ chứ làm gì. Chưa thấy cảnh khổ đó à? Và cái người niệm Phật người ta có một cái trí giác siêu phàm, nhìn bên ngoài người ta khờ khờ ngay ngay ngăn, không biết gì hết vậy ha, mà cái trí tuệ của người ta nó sắc bén, nhìn sự việc đó là người ta giải quyết được vấn đề. Mà khi giải quyết được vấn đề là không có lầm lỡ và sai lầm, và không có sai lầm làm gì có thất bại, mà không có thất bại làm gì có đau khổ. Mà trí giác đó từ đâu? Từ câu A Di Đà Phật sanh ra. Chúng tôi nói gì cũng quy về câu A Di Đà Phật và chỉ phương pháp cho quý vị hành. À, thưa quý vị, từ năm 2010 đến hôm nay chúng tôi cật lực đề xướng phổ biến những cái băng đĩa chúng tôi giảng. Thực sự chân thật mà nói thì chúng tôi giảng không hay, nhưng bằng tấm lòng chân thành của mình cho nên đĩa đi khắp nơi trên thế giới, cho nên các nước trên thế giới họ mời, và trong lúc này họ cũng gửi thư về họ mời. Mà khi họ mời đi là họ lo hết tất cả vé luôn, tiền vé đi về, ví dụ như đi Mỹ là hết 1.200 là họ cúng dường hết. Và qua bên đó những đạo tràng mở thì người ta cúng dường cho mình nữa. Mà mãi đến hôm nay thì chúng tôi có cái cảm giác là tạm ngưng lại không đi. Và thấy trong 3-4 năm lại đây coi như là đi hơn 15 nước. Đầu tiên là đi nước Ấn Độ, rồi về lại cái là đi Mỹ, rồi sang Canada, rồi qua Đài Loan, rồi Thái Lan, Singapore, Mã Lai, rồi qua bên Âu Châu á, là Pháp, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Cộng hòa Séc, vân vân. Coi như là những nước đó mà quý vị được đi là cả một cái phước báu nhân duyên. Và chúng tôi thấy có những cái nước đi họ phải cần có những cái thông tin và đóng visa cho mình đi. Mà sở dĩ chúng tôi được đi như vậy là chúng tôi đầu tư giảng và mượn cái đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm này, nhờ các Phật tử về giảng, cho nên thành ra đĩa lên trên trang web vô lượng thọ.vn, pháp hội niệm Phật A Di Đà .vn á, khắp nơi trên thế giới, cho nên họ mời chúng tôi đi. Và được cái duyên là mỗi lần đi như vậy là xin visa mà lần nào cũng lọt hết trơn. Đi Mỹ họ vô họ phỏng vấn chứ 3 câu là lọt. Mà vừa rồi mới gần đây đi Úc là nó khó nhất. Mấy năm định muốn đi Úc mà cứ bận công việc, và vừa rồi là đi Úc khó nhất mà cũng lọt. Và tất cả những cái nước mà mình đi họ cần có những cái thông tin và những cái chứng minh về mình ở nước Việt Nam và sẽ đi là về lại nước Việt Nam.
Chúng tôi đều đầy đủ hết những thông tin, cho nên thành ra không có nước nào mà phỏng vấn rớt và đi nó trở ngại. Bây giờ chỉ còn một nước nữa, quý vị biết nước nào không? Nếu mà muốn đi Úc thì đòi hỏi nó phải chứng minh bạn là trụ trì ở đây. Nếu có vợ có chồng thì vợ chồng là có tài sản, vân vân và vân vân. Thì chúng tôi chứng minh đưa mấy cái hình của Tịnh Thất Quan Âm, nó kêu thầy quá trời con cái ở đây mà thầy đi ở luôn lúc đâu có được. Thôi cho thầy đi cấp visa rẹt đi. Nhưng mà đến lúc này không muốn ngồi trên máy bay nữa. Có một buổi chiều đó chuẩn bị công phu sân bay Liên Khương, có chiếc máy bay Boeing cũng lớn, nó bay ra Hà Nội, Vietnam Airlines, nhấn nhàng đứng nhìn chào tạm biệt. Thôi vĩnh biệt, hôm nay không muốn đi xa nữa, thôi để máy bay bay đi đâu đã bay. Mình nói mà trong lòng nó vui lắm, cái nghĩa là không thích đi nữa. Và lúc trước nhìn chiếc máy bay kiểu chà, 2 tháng nữa mình ngồi trên đó nha, sắp xếp chương trình rồi bà. Nhưng hôm nay kêu là chắc ít khi tôi ngồi lên máy bay đi xa. Thôi bạn muốn bay đi đâu đó bạn, để bạn bay. Tôi chỉ còn bây giờ bay về Cực Lạc thôi. Mà muốn bay về Cực Lạc thì sao? Thì phải thiện căn phước đức nhân duyên của bạn được đầy đủ. Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đất sanh bị dứt, bị quốc. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà bạn được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thiện căn như thế nào gọi là nhiều? Thiện căn là căn lành, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Căn là căn bản, là gốc rễ, nếu không có cái này là bạn không về Cực Lạc được. Tính căn tức là bạn tin tuyệt đối những lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đúng sự thực. Có Đức Phật A Di Đà, có 48 lời nguyện, có Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện thuyết pháp bên đó, tin 100%, không thể nào mà mình có thể rằng lung lay và lung lạc cái niềm tin này. Dầu cho có Tổ Đạt Ma Phật Thích Ca xuống nói rằng có một pháp môn hay hơn, màu nhiệm hơn pháp môn Tịnh Độ, và cảnh giới Cực Lạc không bằng, thù thắng bằng cảnh giới đó. Bây giờ ông tu pháp môn này nè, tôi chỉ cho ông để mà ông về sớm, cũng không là không nha quý vị. Không, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói một lời: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất cảnh giới Cực Lạc là thù thắng trong tất cả những cảnh giới khác. Bây giờ con chỉ về cảnh giới này thôi. Đó là tin sự tuyệt đối, gọi là tính căn về sự tuyệt đối. Tin lý tức là mình tin mình có Phật tánh, và mình dùng cái thị giác. Thị giác là khởi thị, giác là giác ngộ. Cái người giác ngộ rồi mới tin coi như đạo Phật. Và coi như đạo Phật gọi là bản giác. Và mình khởi tâm lên gọi là thị giác. Và thị giác và bản giác này nó phải làm sao để gặp nhau và niệm lâu ngày, để nó hòa quyện. Thị giác là tâm mình với bản giác coi với đạo Phật là một. Câu A Di Đà Phật tức là tâm, tâm mình tức là câu A Di Đà Phật. Và A Di Đà, câu A Di Đà Phật có pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Bạn niệm hòa quyện với một lâu ngày thì bạn sẽ thấy Phật, tự nhiên thấy Phật, chứ không thấy mà la sùm: ô Phật kìa, Quan Âm kìa, cõi trời kìa, đủ thứ như vậy đó. Coi chừng điên chết à. Vì sao vậy? Bạn niệm không đúng nhân quả. Bạn niệm A Di Đà là bạn phải thấy Di Đà, chứ sao thấy Quan Âm, thấy cõi trời? Phi nhân quả. Bạn niệm Quan Âm thì bạn thấy Quan Âm, chứ sao bạn thấy Phật khác? Phi nhân quả. Mà niệm đến khi nào thấy? Trời ơi, Ngài Huệ Viễn mà ở trên núi 30 năm mà chỉ thấy có 3 lần, không dám bước ra khỏi cái suối Tào Khê, mà thấy Phật và cảnh giới chỉ có 3 lần, không dám nói ai. Ghi lại trong một cái sử sách đó, ngày đó giờ đó, lúc Ngài ra đi người ta lục ra mới thấy, không dám nói ai. Mình là cái thớ gì, mình tu như thế nào mà mình kêu mình thấy Phật lẹ vậy? Nói như vậy là không phải không có, mà nói như vậy không phải là khó, mà nói như vậy không phải là lâu. Khó, lâu hay không có tùy nơi bạn. Muốn có thì mình tin đi sẽ có, còn không tin thì không bao giờ có. Và không khó, vì câu A Di Đà Phật quá dễ, ai niệm không được. Và lúc trước không biết cách niệm, lúc này biết nhép nhép rồi, sao không chịu nhép? Và không khó bởi vì có lực Phật gia trì. Bạn tu cái khác để bạn tu pháp môn khác để bạn ngộ thể tánh rất là khó, nhưng mà tu pháp môn Tịnh Độ để ngộ thể tánh
và cảm được với Phật rất dễ, vì pháp môn này là nhị lực, mình là tự lực, Phật là tha lực, gọi là nhị lực pháp môn. Quý vị phải nghe như vậy lâu ngày quý vị mới có sức tin ngang. Bà Lưu Tố Văn một ngày nghe 8 tiếng mà Hòa Thượng Tịnh Không thuyết pháp đó. Cho nên một ngày chủ nhật mà quý vị về nghe như vậy, quý vị kêu sao mà tuần nào về ông thầy nhà ông kêu giảng sanh, mình đang sống sờ sờ với chồng con mà ông cứ bắt mình chết. Mồ Phật, làm gì bắt chết, giảng sanh mà chết. Người chưa hiểu tịnh độ mới nói giảng sanh là chết. Vãng là qua, qua Tây Phương Cực Lạc sanh. Bạn biết người nào được qua Tây Phương Cực Lạc không? Người đó đầy đủ thiện căn. Thiện căn là căn lành. Căn lành người ta nghe đến bộ kinh Vô Lượng Thọ người ta tin liền. Nghe thầy Nhàn nói đến cảnh giới cực lạc do thầy tuyên thuyết lại lời của Phật Thích Ca Mâu Ni là tin liền. Đó là người có căn lành. Còn mình ngờ ngờ vực vực không tin là không có căn lành. Nghe chỗ này không? Căn lành này không phải đòi quý vị phải cúng dường nhiều, mà căn lành này đòi hỏi chúng ta phải tu tập và chịu khó nghe pháp. Và tin nhân, niệm Phật là nhân. Và cái quả giác của Phật tu đã thành rồi. Hôm nay mình lấy cái quả giác làm cái nhân địa. Mà cái quả giác đó chứa cái gì? Chứa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà tối chúng tôi nói đó, lạy A-di-đà Phật gọi là 10 công đức lạy Phật. Công đức đầu tiên là được sắc thân tốt đẹp. Tốt là không bệnh hoạn. Xấu là nhìn sắc thân của bạn bữa nay mặt mày nhìn thấy xấu xí quá. Xấu tức là xanh xao quá, vàng vọt quá. Cho nên thành ra có căn bệnh trong này rồi, lục phủ ngũ tạng có vấn đề rồi, gọi là xấu. Còn tốt tức là thân tướng bạn rạng rỡ, hoan hỷ, gương mặt bạn có sắc diện, có khí lực hồng hào, không bệnh hoạn, gọi là tốt. À, và được đẹp nữa. Vì có A Di Đà Phật chứa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên bạn niệm Phật A Di Đà lâu ngày không ngờ và mặt của bạn, thân tướng của bạn hao hao như Di Đà. Trời ơi, nhìn Giác Nhàn mà lúc trước vừa xấu mà ốm mà nó mốn mà nó nhìn nó ra cái bề thế gì hết trơn. Cái bụng thì to như bụng cốc lãi không. Bởi vì ăn cái gì? Toàn là thích ăn cái gì đó, bún bò. Từ cái bún bò, thịt bò này nó sanh ra lãi xơ mít đó. Cái bụng phình như bụng cốc. Nhìn đi cả bơi cả bơi cả bơi thấy thảm lắm. Không thực mà. Mà niệm Phật A-di-đà mãi đến hôm nay nhìn thấy cũng đỡ đỡ thấy không? Không thực sự mà. Cái tâm của mình lấy công đức niệm Phật để nó trang nghiêm thân tướng nó nhanh lắm. Không có thẩm mỹ viện nào mà sửa bằng đâu à. Mà càng sửa nó càng tốn tiền nhiều, mà càng về già mà nó xì ra một cái là chết nữa. Thôi đừng có sửa nữa, tốn tiền lắm bạn. Bữa nay chỉ cho bạn một cái cách để mà thẩm mỹ viện bằng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thẩm mỹ viện này không tốn tiền bạn ơi. Mà nó đẹp là đẹp từ trong ra, nó đẹp vĩnh viễn, nó đẹp mà không có phản ứng phụ. Quý vị bơm má từ từ một thời gian nó xẹp lại là chết. Nâng mũi lên mà nó sụp xuống là ung thư mũi. Nguy hiểm. Cho nên thành ra thân tướng của Phật trang nghiêm. Ngài kêu chúng sanh mà tu được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thành Phật lâu lắm. Bây giờ ta lấy bao nhiêu công đức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ta dồn chứa trong câu A-di-đà Phật. Nếu ai thành tâm ngoan ngoãn nghe lời, niệm danh hiệu Phật lâu ngày thì cũng sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tuần sau chúng tôi nói là cái công đức của lưỡi, nói ra ai cũng tin dùng. Tuần sau nữa chứ ha, nói về công đức lạy Phật, là người đó có công đức là nói ra điều gì ai cũng tin dùng. Còn bây giờ mình nói ra điều gì người ta cũng không tin dùng, người ta ghét, là bởi vì mình không có cái công đức ở lưỡi là công đức niệm Phật. Tuần sau chúng tôi, tuần sau nữa chúng tôi bỏ sẻ, chứ thứ bảy tuần sau là chúng tôi đi phóng sanh. Cho nên thành ra cái công đức mà để trang nghiêm thân tướng, dùng cái danh hiệu A Di Đà Phật để trang nghiêm là nhanh nhất, dễ nhất và không tốn tiền. Mà đòi hỏi bạn phải chịu khó tích trữ thời gian và dành thời gian để bạn công phu. Và chúng ta tin thêm rằng là tin tự là tự lực của mình, tin tha là tha lực của Phật, và tin nhân là A Di Đà Phật là quả giác của Phật làm cái nhân địa để chúng ta tu. Và tin quả là khi vãng sanh Tây Phương là hóa sanh trong hoa sen, chúng ta được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và thân sắc của bạn tức thì
là vàng ròng giống y hệt như thân sắc của Phật A Di Đà, và được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thọ mạng của bạn bằng với thọ mạng của Phật A Di Đà. Lặp lại 48 lời nguyện coi. Hay, công nhận. Nếu không nhờ cái công đức Phật lực gia trì và Phật A Di Đà hồi hướng trong đó thì chúng ta tu không biết bao lâu mới được như vậy nha quý vị nha. Nó mầu nhiệm lắm á. Mà những điều chúng tôi nói ra là bằng cái sự mà thâm nhập hiểu và nó ăn sâu vào trong cái tâm thức và tàn thức chúng tôi. Hôm nay chúng tôi không sợ mà tự nói ra nó có cảm xúc dữ lắm á. Và nếu bạn tin vào pháp môn niệm Phật rồi, gọi là có tính căn rồi, đó là thiện căn rồi, mà bạn không tin tấn. Bạn không tin tấn, tức là có niềm tin rồi nhưng mà không bước tới. À, tin mỗi ngày tối thứ bảy thầy Giác Nhàn có giảng, nghe ông giảng mình về mình thấy tự nhiên nó có cái lực để mình tin tấn. Và sáng chủ nhật lên nghe giảng phóng sanh, tin là trên này có và đào làm cái điều này nhưng mà không chịu đi. Tinh tấn là bước tới là đi á, không chịu lên. Quý vị có lên tới không? Không tới. Vì vậy mình thấy pháp môn tịnh độ vi diệu, mình thấy khách lại Phật mầu nhiệm chữa được bệnh thân và tâm, và cái niệm Phật thầm thầm như vậy nó vô định là rất an lạc. Nhưng mà không chịu niệm, an lạc có đến với bạn không? Ngủ đến 7 giờ sáng, mặt trời sáng rồi, có nhiều người 10 giờ mới giờ bình minh của họ. Thì hỏi làm sao mà có được an lạc? Mà phải tinh tấn. Mà tinh tấn là cách nào? Tinh là tinh chuyên một pháp môn, tấn là tiến tới. Còn bạn tu nhiều pháp môn gọi là tạp tấn. Tấn căn nha, căn bản nè, để về cực lạc nè. Thiện căn để về cực lạc nè. Nếu sáng bạn tu tụng Lăng Nghiêm, trưa bạn tụng Pháp Hoa, chiều bạn niệm Phật, trước khi ngủ bạn tụng vài biến chú Đại Bi, gọi là tạp tấn, là tu nhiều pháp môn quá. Ngày này tụng kinh này, hôm sau tụng kinh khác, gọi là tạp tấn. Đúng tinh tấn là tinh chuyên một pháp môn. Nếu Pháp Hoa là chuyên Pháp Hoa, ngày này tháng nọ chỉ là Pháp Hoa. Nếu là Lăng Nghiêm thì chuyên Lăng Nghiêm, ngày này tháng nọ chỉ là Lăng Nghiêm. Nếu là Đại Bi thì chuyên môn Đại Bi, ngày nào cũng Đại Bi thì lâu ngày bạn vô Đa Tam Muội. Cái này là Giác Minh Dự Hành Bồ Tát nói nha. Còn nếu là niệm Phật thì ngày nào cũng vô lượng thọ, và ngày nào cũng tụng 48 lời nguyện khi con thành Phật, và ngày nào cũng niệm Phật trọn cuộc đời, thì bạn sẽ thành công. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh nhất thâm vinh. Trong này có nhiều người còn ngờ vực lắm. Đó là tinh tấn. Tinh tấn là chuyên tinh một môn không xen tạp, là tinh tấn. Niệm là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bạn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày nó tạo thành một cái sức định. Thì khi có sức định rồi, cái tâm của bạn nó có kiên định rồi, làm việc gì nó quyết định việc đó, nó không có hời hợt và không có bán đồ như phế nửa chừng thối lui. Kể quý vị nghe cái câu chuyện này lắm. Có hai cha con muôn con ngựa, dắt đi trưa nắng, thấy con ngựa mới mua tội nghiệp không cởi. Người ta nói trời ơi, hai cha con ông này sao dại quá, bỏ tiền ra mua ngựa mà không chịu cởi, ngu. Hai cha con nghe vậy cái nhảy lên con ngựa cởi đi. Kêu người ta nói cũng phải hết chứ ta. Rồi cởi đi một chập, người ta nói sao hai cha con này ác quá, con ngựa nhìn trời nắng nó thở le lưỡi chảy nước miếng vậy mà hai cha con trèo lên trên đó. Ông cha ông kêu thôi con cởi đi, cha nhường cho con cởi, cha xuống cầm dây dắt đi. Đi đoạn người ta nói sao đứa con nó bất hiếu quá. Sao con ngựa này bắt ông cha chưa nắng dắt đi mà đứa con cởi. Đứa con nói trời, người ta nói cũng đúng thôi, cha trèo lên đi. Ông cha trèo lên dắt đi một đoạn nữa, kêu ông cha này không có thương con, không có lòng từ bi. Dắt con ngựa đi mà để đứa con trưa nắng vậy mà đứa con á, nó ốm yếu vậy mà cho nó dắt con ngựa đi mà không cho đứa con cởi. Ông cha kêu trời ơi, hết đường nói rồi con ơi. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung. Bây giờ nó nói như vậy là cha con mình biết làm răng đây con. Rồi con nó nói vậy thôi, cha xô ngựa xuống suối luôn cho rồi. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Ai có nói pháp môn tịnh độ là dành cho bà già con nít tu lâu thành công lắm, và đừng có mơ cái lúc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà niệm 10 niệm vãng sanh. Nghe vậy cái kiểu ồ, vậy có pháp môn này hay không, tôi chỉ cho trì cái chú này khoảng một thời gian là Phật chứng minh liền, xét hào quang liền. Cái mình qua đỏ, người ta kêu trời ơi, trì cái chú này không bằng đi thẳng về thể tánh đâu, tu thiền nhanh hơn. Cái mình qua tự thiền,
ta, ồ, tu thiền nó lâu lắm, tôi tụng Pháp Hoa, thành Phật trong một đời, long nữ đó. Tụng Pháp Hoa, tụng riết đi lòng vòng, nghi ngờ và mờ mờ mịt mịt như người đi đêm, chả biết cái gì nữa hết trơn. Rồi gì? Trách Phật, trách tổ nữa. Thôi chi bằng mình lão lão thật thật, trong trong thật thật, niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lâu ngày đi bạn, bạn sẽ thấy kiến hiệu của danh hiệu A Di Đà Phật. Bằng cách tổ nói cái bí quyết là miệng niệm tai nghe, đừng có làm xê dịch cái chuyện đó. Cho nên thành ra niệm trong tư tưởng, chỉ một người nào đó thành đạt bất niệm tự niệm được, nhưng mà rất ít. Mà nó xuất ra xuất vô lúc công việc thì nó quên. Và bạn, cái này chỉ có áp dụng trong cái lúc những người chuyên tu, chỉ đóng cửa ở trong nhà và nhập thất, được nghe cái tiếng này rồi mà không duy trì nó lâu ngày nó sẽ mất. Và có nhiều người khi được rồi niệm sợ mất cho nên dẹp hết công việc, đòi cạo đầu đi tu, con cái làm gì làm. Ơ, chết rồi. Phật chỉ cho hàng tại gia, nghe Ấn Quang, ngài Tổ Ấn Quang nói nè, hàng tại gia và xuất gia, hàng ngày tại gia tức là mình giữ cái cương vị của mình, có chồng có con, nhưng mà một chồng một vợ nghe, đừng có lang bang nghe, hai chồng hai vợ là phạm giới tà dâm, là mất nhân cách làm người à, ở lại lớp là không được vãng sanh à. Và đó làm người tại gia, nghe rõ là người tại gia tu vẫn vãng sanh, mà bạn tu bạn thấy bạn có vấn đề phải đi xuất gia, hoặc giả gác hết công việc, buông hết, không thể giúp công việc, vì nó mất, sợ mất cái danh hiệu ở trong đầu, trong tư tưởng. Bạn tu khó như vậy, bạn chỉ ai tu được bạn. Mà niệm Phật đâu phải nó khó như vậy đâu. Nó đơn giản, tổ nói miệng niệm tai nghe mà sao mình không làm. Mà có nhiều người nói miệng niệm tai nghe tôi qua rồi, tôi đạt hết rồi, bây giờ tôi niệm trong ý nè, bây giờ nó đi sâu rồi, bỏ cái miệng. Không có đâu, tổ Ấn Quang 35 năm mà vẫn còn A-mi-thổ-phổ trên miệng nè. Mà miệng như là ngài Thiếu Khang mở một câu A Di Đà Phật là một vị Phật trong miệng, bằng ánh hào quang bay ra nè. Chứ bạn đừng có nói bạn đạt rồi, thất bại đó bạn ơi, ngã mạng coi chừng chết. Cho nên thành ra quý vị cứ ngoan ngoãn giữ A Di Đà Phật trên môi mình đi, cho đến lúc lâm chung luôn, chứ đừng có nói nó đi sâu vô tâm rồi, tôi nghe ý rồi, cái miệng tôi đạt rồi, tôi qua hết rồi, tôi bỏ, chết nha quý vị nghe. Lâu ngày cái lực trong tư tưởng nó yếu rồi, cái bắt đầu cái miệng nó nhạt nhè, không đủ sức tinh của cái miệng nữa, rồi gì? Rồi mất luôn cái công năng tu hành. Họ niệm bằng ý rồi, bây giờ kêu họ miệng, họ niệm bằng cái miệng, họ lặt nhách họ niệm không được, chết rồi. Cái người mà niệm vô rồi, bằng ý nó cũng vô, mà bằng miệng nó cũng vô, và lớn tiếng nó cũng vô, vô tức là nó trang nghiêm thanh tịnh liền. Còn mình niệm bằng ý mà vô thanh tịnh, mà niệm bằng miệng nó lạc nhất, là biết cái ý này chưa phải là đạt đến tiêu chuẩn, chưa phải là toàn tâm tức Phật được. Khó, cái này quý vị phải đi học, phải lên trên này để nghe giảng trạch, để quý vị mới hiểu, chứ không nó lầm đường lạc lối, rồi nó điên đi ngơ ngơ, cởi quần đi quay đường, mặc quần xà lõn. Người ta đâu ở đâu kêu tung thầy nhàn là chết. Vừa rồi có một chú ở dưới khu chuyên tu, ông tu cái cách gì mà hỏi ai đây, ông kia không biết ông là ai nữa. Chó rồi, cái chú tên gì, cái giờ cũng chả biết ông tên gì nữa. Ồ, tỉnh Thất Quan Âm là ở đâu hả thầy? Chó rồi, bây giờ con cầm cái này cũng chả biết cái này là cái gì nữa thầy. Trời ơi, chó rồi. Rồi thầy tu cái tỷ con niệm Phật, con cũng niệm mà con điên rồi, thầy người khác cũng điên luôn sao? Thì nếu mà điên vậy là thầy là điên trước rồi nè. Thầy niệm nhiều hơn chú, và 30 chú này cũng điên luôn rồi. Chú tu sai, mà không biết cái cách ông tu sai như thế nào. Và dắt ra trước chánh điện thành kính niệm Quan Âm, tha thiết để cầu Đức Quan Âm gia hộ cho con một cái trí tuệ, để con nhìn ra cái chú này sai chỗ nào. Và trưa mùng 7 Tết, ông dứt cho thầy một chưởng xính rính luôn. Mà không nhờ mà nổi công mà niệm Phật thâm hậu, là lên đây không dám phổ biến cái kiểu nhiếp mô đó nó ngang. Và ông gài vô cái thế là bây giờ con muốn đi ra khỏi chỗ này thôi à, con muốn đi về, con chịu hết nổi rồi, bây giờ con chả biết con là ai nữa, giờ sao con tu. Chết rồi. Trời, lúc đó nó cũng lung lay cái niềm tin. Cái đó là bài toán khó, cái đó là một vấn đề mà thử sức mình, có thử mình tin Phật ra sao. Về giường nằm ngủ suy nghĩ, nhìn lại cái đợt cái cuộc sống chú này ông làm gì. Có một buổi sáng thấy ông cầm hai cái kim, ông cái so với này miết, hỏi ông như thế nào, cái bắt đầu cái ông mới bỏ hai cái kim, ông vô giường ông nằm, rồi ông kêu ông nhìn, ông tập trung vô, ông nhìn để ông thấy con vi trùng trong tay. Khi ông thấy vi trùng trong tay, ông thấy vi trùng cho nước, chả dám uống nước nữa hết, ông ăn khô, người ốm o mà không biết sao ốm o, ông kêu vi trùng ở trong nước ai dám ăn,
ghê, kiểu chết rồi, kiểu này tiêu à, dính chưởng à. Mang qua bên cái chánh điện niệm Phật cho ông, mà kêu ông viết chữ Quan Âm Bồ Tát. Ông kêu chữ Quan Âm là chữ gì, viết không được. Niệm Quan Âm, ông kêu Quan Âm là gì, chết rồi. Cả đại chúng thành tâm niệm Quan Âm. Hôm bữa giờ không nói, bữa nay mới lộ bí mật á. Nhưng mà ông trở lại bình thường như xưa rồi mới dám nói. Và trong tư tưởng, nếu mà ông nói không cho ông đi ra khỏi nhà này, ông phá luôn á, ông quậy luôn ban đêm, một chốn ông đi á, nhân nhàng chuẩn bị làm cái chuồng sắt nhốt rồi nè. Trời ơi, cả một cái vấn đề mà đầu năm chuẩn bị đúng ngay cái ngày mùng 7 lên giảng, mà ông xúc cho mình một diêu mình xính rính đó nè. Cuối cùng qua niệm Quan Âm xong rồi, niệm Quan Âm xong rồi bắt đầu về lại cho ông nằm trên giường ngủ. Lên trên này giảng xong 1 giờ khuya về, đi kinh hành vòng, tự nhiên nó bừng sáng ra. À, ông này ổng nhép cái miệng, mà cái tâm của ổng, ổng không có ra tiếng bằng cái miệng để ổng nghe, mà ổng chỉ kêu cái miệng ông múa dẻo nghẹo, mà trong cái miệng nó không có ra cái hơi bằng cái tiếng. Người ta các chú là 30 chú rõ ràng, A Di Đà Phật, rõ ràng. Còn ổng hỏi ông sao chớp mắt vậy, ông kêu nó mỏi mắt quá, nó buồn ngủ cho nên chớp, thấy 2-3 ông Phật nữa chứ. Tức là cái miệng ông nó múa nhưng mà nó không có ra hơi để nghe, mà ông lấy cái tư tưởng ông cứ dán vô một đối tượng, gọi là trụ một chỗ lâu ngày, thì cái sức định đó nó trụ một cái, nó làm mất thân bằng và nó mất đi cái ý thức nhận định và không biết mình là ai, gọi là điên. Ông kêu lúc đó con cổ đồ đi qua đường chắc không ngại nữa. Trời ơi, chỉ cho một người tu cả một kỳ công, cho nên ngài Ấn Quang không dám nhận người xuất gia, ở riêng một mình với ngài Lý Bỉnh Nam. Nói như vậy bây giờ mình phải làm theo tổ thì không được, họ có duyên đến với mình, bây giờ phải làm sao đây? Thì cuối cùng kêu do cái miệng ông nhép mà không ra tiếng, cho nên ông chỉ đè cái tư tưởng, và ông kêu cuối cùng khai ra, ông kêu con họ coi cái phim cái thằng Dương Đầu Ngốc, con làm ngốc ngu ngu luôn. Mà ông Dương Đầu Ngốc đó là ông ngốc không biết gì chuyện đời, nhưng ông vẫn biết ông là ai, biết ông này là ông gì chứ, phải biết tất cả mọi thứ chứ. Sự đời ông không biết mà gọi là Dương Đầu Ngốc, còn mình cái gì cũng không biết luôn, là ngốc này ngốc này là ngốc khùng chớ đà. Cuối cùng sao? Cuối cùng cho ông ngủ lại, không cho ông tu gì hết, rảnh là ông cho ông niệm Quan Âm. Ông ngủ vài bữa xong một cái ông hồi phục lại tư tưởng, ông yêu ô xin lỗi thầy ngang, giờ con biết thầy là thầy Nhàn rồi đó. Hỏi chú tên gì? Con tên Nhuận Thế. Biết tên rồi. Trời, nó mừng tưởng chừng như người ta cho mình mấy trăm cái vàng không bằng. Lỡ ông này mà ông điên, ông đi ra ngoài đường một cái là mình mang tiếng chết luôn. Và không phải bây giờ mình chửi mà chỉ mà ông tu tùm bậy. Ông tu mà ông cứ lấy cái ý ông dán vô, ông kêu con nhìn cái gì, con nhìn chăm vô cho thấy con vi trùng con mới chịu. Thấy vi trùng để làm gì? Xong niệm A Di Đà Phật để nghe, để thấy Phật, thấy bên ngoài làm cái gì vậy? Phật dạy là không trụ nơi đâu, chỉ nghe lại danh hiệu Phật, ông làm không đúng bài. Cho nên quý vị mà tu mà láng chán một cái là nó rớt vô một cái trạng thái là ngơ ngơ không biết gì là chết nha quý vị nha. Cái người niệm Phật là phải rõ ràng, thường biết giữ câu A Di Đà Phật, biết mình là gì, biết mình đang niệm Phật, và biết trời trăng mây trắng, buổi sáng buổi chiều buổi trưa, biết rõ ràng nhưng không dính mắt. Đúng. Còn không biết gì hết là điên chết làm sao? Ông Dương Đầu Ngốc là ông không biết gì chuyện thế sự, nhưng ông vẫn biết hằng hữu, và ông thấy Phật đang gia hộ cho ông. Còn bây giờ mình chả biết Phật là ai thì ai gia hộ cho mình? Ông hỏi, ủa ông đó ông nào vậy? Chị ông Phật ông nào vậy? Chết rồi. Ghê gớm, nguy hiểm. Cho nên thành ra có chuyện gì là thành tâm, cả đại chúng vô khu chiên tu chánh điện, niệm Quan Âm thiệt lớn để thành khẩn cầu nguyện Đức Quan Âm để gia trì. Mà gia trì cuối cùng nó bừng tỉnh ra, thấy ông này ông tu sai, không đúng cách mình chỉ và chư tổ chỉ. Cái miệng ông nhép mà cái đầu ông cứ dán vô cái chỗ nào đó không biết nữa. Chết rồi. Xong rồi ông kêu trời ơi giờ cảm ơn thầy, nhờ ông có thầy chắc con điên con chết rồi. Ghê thiệt, công nhận đây là tinh tấn. Và niệm đây là niệm không đúng với chánh niệm. Phật chỉ là miệng niệm tai nghe, kêu lâu lắm tu bằng cái ý đây nè nó nhanh. Coi chừng nha quý vị nha, cứ giữ cái ý mình vô câu A Di Đà Phật nghe rõ ràng, nhưng đến một cái lúc độ nào đó nó căng thẳng ngủ không được lâu ngày, xanh xao mặt mày vàng vọt. Ồ, người ta tu niệm Phật càng ngày càng hồng hào, càng thông minh trí tuệ, mình càng ngơ không ngủ được, và bỏ thì không được, nó dính trong cái tư tưởng á,
bỏ không được mà lấy không xong, chết ở chỗ này. Lúc trước chúng tôi cũng dính vào cái tình trạng này. Hôm nay sao ngộ đã được cái miệng nhép. Khi mà nhép cái miệng rồi, khi mà lắng xuống không nhép nữa, vạn vật tỉnh tờ lại, và mình chưa đủ cái sức phải niệm vài chục năm lâu ngày á, thì cái miệng mình nó khế hợp với cái tâm, và nó cảm với Phật chứ không phải là nghe nữa. Vì không dùng cái ý căn để mà nghe danh hiệu, mà dùng cái tai do cái thiệt căn là cái lưỡi để niệm nghe. Ấn Quang này chỉ rõ, rất rõ, Tu La Tơ Mơ là lạc đường lầm lối. Nếu mà bữa đó mà chúng tôi sợ quá một cái cho ông đi theo, kêu ba của chú ở ngoài Quảng Ngãi về chở ông La, bây giờ ông qua bệnh viện tâm thần Biên Hòa, ông nằm ở đó rồi. Và mang tiếng khắp nơi là do thầy Nhàn chỉ sai, và mình cũng chả biết lý do gì ông sai. Nhờ niệm Quan Âm thành khẩn mà tự nhiên đi đến cái đoạn mà bữa đó nó hình dung ra cái miệng ông nhép mà không ra tiếng. À, dính chóc rồi. Do ông tu cái kiểu này là sai rồi. Cái miệng ông nhép mà nó không ra tiếng, nó ra hơi để nghe, mà ông nhép là ông múa cái miệng, mà cái tư tưởng ông dính vô cái chỗ nào đâu á. Chết chưa? Cho nên thành ra nó khó vô cùng. Chích một mũi thuốc bị sốc, lấy thuốc khác giải được, mà sốc trong tư tưởng này khó vô cùng. Cho nên cả một cái đạo tràng mấy trăm người, mấy ngàn người này phải nghiên cứu lời Phật, lời Tổ, nói làm sao cho nó đúng đường cho Lơ Tơ Mơ, mà nó trật rồi mà người ta đi sai một cái, và mình có ý niệm mà tà vậy một cái là đọa không biết đến tầng thứ mấy của địa ngục nha quý vị nha. Chi bằng bữa nay chỉ ngoan ngoãn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm rõ ràng từng chữ tai nghe là không có trật đi đâu hết trơn. Chống mâu thành tựu lắm các bạn, đừng có lo. Đừng có lo niệm bằng cái miệng, nó lâu lắm, tôi đã qua rồi, bây giờ tôi niệm bằng ý cho nó mau thanh tịnh, nó trở về chân tâm. Đừng nên làm như vậy. Những vị mà tu có bản lãnh, có căn lành ở trên núi á, là họ dùng ý trì gọi là đi vào cái thể tánh giữ danh hiệu Phật. Cái đó là tu theo công án. Suy nghĩ trước khi cha mẹ sanh ta la là ai, trước khi cha mẹ sanh ta ra là ai. Dùng cái ý đó mà gà vô công án để lâu ngày vọng tưởng nó tiêu hết, gọi là tuyệt hậu tái tô. Nhà thiền nói là tuyệt hậu tái tô, tức là nó tiêu hết những phiền não cũ và nó mở ra một phương trời mới, đó là ngộ được thể tánh. Còn nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ A Di Đà Phật, đó là cái cách tu công án chứ không phải là trì danh. Hôm nay chúng tôi xác định cho quý vị biết nha. Còn trì danh là phải miệng niệm rõ ràng từng chữ, tai nghe lọt vào từng chữ từng câu rành rõ. Cho nên phải nghiên cứu kỹ càng, chứ không nếu mà lầm lạc một cái rồi, quý vị đã lầm rồi, quý vị chỉ người khác lầm nữa là quý vị chết. Và nếu người niệm Phật đúng cách là trí tuệ người ta phát sáng liền, và cái sức định trí nhớ người ta siêu phàm nhập thánh, đặc biệt cái trí tuệ của họ. Hồi đó chúng tôi nói không phải chúng tôi tự mãn, lúc trước nghe đĩa của Hòa Thượng một tiếng đồng hồ và nhớ chỉ được 20%. Mới có một tháng mấy niệm Phật mà nghe qua một tiếng đồng hồ nhớ 80%. Hôm bữa chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện một cổ ngài Tổ Huệ Năng, chúng tôi về nghe lại và đối chiếu trong băng, đúng y chang cái hành trạng mà Tổ Huệ Năng mà Hòa Thượng Tịnh Không kể khi mà được cụ Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bát. Chúng tôi chỉ nghe qua cốt chuyện đó chúng tôi nhớ vanh vách. Vì sao vậy? Nhờ sức định niệm A Di Đà Phật. Mà lúc trước không được cái khả năng này. Mà khả năng này không phải chúng tôi tự mãn, mà do câu A Di Đà Phật. Cái người niệm Phật hay là khi người ta đạt đến bất cứ một chuyện gì là do công đức niệm Phật gia trì cho bạn. Cho nên bạn không có ngã mạn, cái ngã mạn nó mất tiêu. Bởi vì niệm A Di Đà Phật là hồi tối chúng tôi nói là nó tiêu ngã si, ngã ái, ngã mạn và ngã kiến. Cho nên thành ra bạn thành đạt được là do Phật gia trì. Cho nên cái ngã mạn nó không có. Còn tu cái khác coi chừng ta có trứng ta có đắc là chết. Ngã mạn nó lên đùng đùng mà nghe. Cái này câu của chư Tổ nói đó. Mà phải niệm cho đúng. 30 năm nay đáng lẽ phải tu cái gì nó cao siêu ha, và dùng cái ý để nhiếp vào định đồn sao ha, nhưng cái cách đó vẫn không phải là hữu hiệu, và nó giới hạn không phổ cập quần chúng. Cuối cùng phải quay trở lại cái nhép miệng. Chúng tôi dám đốt đỏ cái thời gian lúc trước quay trở lại, và quay trở lại thấy nó khác liền. Nó khác liền chỗ nào? Lắng nghe nè. Nó khác liền chỗ nào? Nó khác liền là cái tâm không muốn hướng ra đi bên ngoài, mà nó hướng vào bên trong. Và cái tâm nó không muốn đi nước nào, mà nó chỉ có muốn về nước Cực Lạc. À, đúng đường rồi. Đúng đường rồi. Quê hương chuẩn bị về rồi đó bạn. Quê nhà mình chuẩn bị về rồi. Đang trên đường đi về đấy.
Thì trên đường đi gặp hoa thơm cả lạ cỏ lạ. Hoa thơm cả lạ là những người nào có nhân duyên với mình thì cùng nhắm tay nhau để về. Còn không thì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cho nên hồi sáng này nó ngộ được cái lý tùy duyên, tùy nhân duyên. Rất hay cái lý nhân duyên gọi là tùy duyên. Hồi xưa quý vị giờ nghe tùy duyên không ạ? Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái người đó không tu tạo nhân địa ngục là nhân sân hận, thì họ đọa địa ngục cũng tốt. Họ làm người cũng tốt, họ sanh về cõi trời cũng tốt, sao cũng tốt. Nói như vậy không phải là mình mặc kệ, mình bỏ lơ họ, mà gì? Mà họ tạo ra cái nhân đó rồi, làm sao mà mình độ cho họ khi họ gặp cái quả. Cũng như mấy chú muốn vô tu, à tốt lắm xuất gia đi, rồi con muốn về đời kêu à tốt lắm về đời đi. Không phải là mình xúi họ về đời, mình không có trách nhiệm, mà cái người đã muốn về đời rồi mình nói le lưỡi hụt hơi họ cũng về. Thôi bữa nay tùy duyên, khuyên không được thì không dính mắc với họ, không bị họ trói buộc mình, và mình không trói buộc họ. Và mình phải gì? Mình phải chấp trì danh hiệu. Cho nên thành ra cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này muốn nói lên cái vấn đề gì? Muốn nói lên cái vấn đề là chúng ta phải nhất môn thâm nhập và hành trì cho sâu về cái bộ kinh này. Thì từ từ quý vị sẽ mở ra một cái phương trời, là mình thấy cảnh giới Cực Lạc gần với mình lắm, Đức Phật A Di Đà gần với mình lắm, và mà mình không có tư tưởng phóng ra bên ngoài nữa, mà nó vây hòa bên trong, nó tùy duyên hết tất cả mọi thứ. Mọi việc nó đều tùy duyên, nhưng mà bất biến, bất biến nhưng mà tùy duyên. Ví dụ quý Phật tử đang nghe trong pháp hội này tu pháp môn Tịnh Độ, còn sao đó không biết thiếu nhân duyên và hết nhân duyên với Giác Nhàn, kêu cái pháp môn Tịnh Độ ông thầy nhàn dĩ nhép lâu lắm, bây giờ ông thầy đó ông chỉ bắt niệm tự niệm tu cái pháp môn khác nó nhanh hơn, thôi bái ba ông thầy nhàn, tùy duyên. Chứ giờ sao, bây giờ họ bỏ mình họ đi, chẳng lẽ mình lo kéo bỏ sao được. Mà bây giờ mình phải tăng thượng duyên cho họ nè, tăng thượng duyên cho họ niềm tin nè, tăng niềm thiện duyên cho họ tín nguyện nè. Mà nếu mà họ hết duyên thì thôi, mình không có thể nào mình bị buồn phiền hoặc bực tức. Cũng giống như là cái chú đệ tử ông nói, thưa thầy, xin sám hối. Hỏi gì? Cái micro quay phim mất rồi. Lúc trước là bực lắm á nghe, là ông sùm á nghe. Micro mua 400-500 đô, mười mấy triệu bạc, bây giờ để cho mất là ông sùm. Bữa nay cười cười tùy duyên. Nói như vậy tùy duyên không phải mình không tiếc của tam bảo, mà mình suy nghĩ ra là gì? Ồ, chú này ông làm được thì có phước, mà ông làm mất của tam bảo ông mang tội, chứ có dính dáng về mình đâu mà mình mà bực bội. Cái lý tùy duyên là gì? Thấu hiểu được sự việc, ông làm đúng thì ông có phước, mà ông sơ xuất thì mất của tam bảo thì ông mang tội. Chứ không phải mình không tiếc của tam bảo, gọi là tùy duyên. Cười cười rồi thôi, đứng dậy xong. Nó khỏe lắm. Cũng giống như cái bà cụ hôm trước bà cúng 10 cây vàng, chúng tôi xin kể lại, trong này cũng có mấy người nghe đó. Cúng cho thầy 10 cây vàng, chúng tôi lấy đi chi phí đồ xong hết. Trời, cuối năm có người cúng được 10 cây vàng, hoan hỷ quá. Và chi phí đĩa băng đồ xong hết, mà kêu thôi, bữa nay thầy trả lại cho con cúng 9, con lấy 9 cây, con cúng 1 cây thôi. Tùy duyên. Mà sao mình niệm Phật, mình thấy họ là Bồ Tát ngang. Cho lúc trước là thấy là phàm phu quá, mà con nít đó ngang. Cúng cây cúng đại đi cho rồi, tự nhiên cúng 10 cây lấy lại 9 cây, làm trò kỳ cục vậy. Lúc trước lại vậy đó ngang, phan ngang bổ củi đó ngang. Mà tiền vô túi thầy thì thầy nói sao? Ồ thầy chi phí hết rồi, tiền đâu trả, trả tiền đĩa rồi. Khi nào thầy có tiền thầy trả. Khi nào có tiền mùa quýt cũng có. Bảo mà làm gì được nhau, ra kiện được không? Cái đó là phàm phu suy nghĩ. Mà tự nhiên mình niệm Phật mình thấy họ là Bồ Tát. Và đồng tiền nó vô hiệu hóa với mình. Thôi lấy 9 cây đi trả. Bà cầm te 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 và đi về. Nói như vậy không phải chúng tôi không tham, chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi nhìn lại cái tâm thấy sao lạ quá. Mới niệm Phật trong thời gian ngắn này mà sao cái câu A Di Đà Phật nó vô hiệu hóa với tiền bạc. Vậy là mình thấy mình gần với Phật. Và chính mình vô hiệu hóa với chính cây này, nhờ cái phước này và nhờ cái không tham này, mình sẽ gì? Mình sẽ khi nào Phật sự cần là 90 cây, 900 cây và 9000 cây cũng có. Không, thực sự từ cái lòng tham này nó sẽ có tất cả.
và giữ chính cây này làm cho người đó đau khổ là sẽ mất tất cả. Người ta đòi thì mình trả chứ, lấy quỷ của Tam Bảo trả. Nói đến đây chúng tôi nói quý vị là ồ, cúng cũng tùy duyên, mà không cúng cũng tùy duyên, mà lấy lại cũng tùy duyên. Cái tùy duyên vậy. Có ông thầy đó, ông đang tu trên núi, tiếng tâm cũng lừng lẫy lắm. Cái cô đó, cô ảm đứa con lên mà kêu, bữa đó ông đang nói chuyện Phật tử cũng đông lắm, ông kêu, cái cô đó cô nói thầy, cái đứa con này là của thầy nè. Ông kêu thế à. Ông ảm. Sao ông nói tùy duyên, ông nuôi đến khoảng mười mấy tuổi. Ông kêu không phải con của thầy. Ông kêu thế à, tùy duyên ông trả lại. Thế à, nhớ ông phải là dễ nghe, cả một sức công phu à. Nếu mà kêu đứa con này của thầy, chứng minh đi, mang ra thử máu đi, là ông sùm hả bà. Ông kêu tùy duyên ông nuôi. Bao nhiêu Phật tử cũng mất niềm tin với ông chứ, kêu ông này có con rơi con rớt. Cuối cùng lên lấy lại thì cái niềm tin của Phật tử và cái nghi ngờ của Phật tử và cái oan của ông thầy này tức thì 10 năm chịu đựng rồi nó rơi rụng hết, và nổi tiếng của ông bắt đầu bùng phát lên gấp trăm lần lúc trước nữa. Nhưng mà phải giữ cái tùy duyên này cho nó sâu sắc. Mà muốn giữ cái tùy duyên này sâu sắc thì sao? Thì phải giữ danh hiệu A Di Đà Phật. Mắc cười, bữa chúng tôi qua bên Úc gặp cái gia đình đó, họ mời đi ăn cơm. Hai vợ chồng có đứa nhỏ, mà cái thằng nhỏ này nó lạ lắm. Nó nhìn giấc nhà mà nó nhìn không chớp mắt. Mà xe để nó ơn sâu á, giấc nhà ngồi ghế ăn trước nó cứ quay đầu nó nhìn miết. Chừng nào mình quay mặt ra kia không nhìn nó, nó cũng quay chỗ khác. Kiểu này chắc anh em trước cũng làm thầy chùa rồi sao mà nó có duyên. Cái anh chàng kính đó, anh nói hai vợ chồng nói kêu thầy, đứa nhỏ này có duyên nha thầy, phải ảm chút đi thầy. Cái thầy ảm thì đứng ngay chỗ cái ngã ba ở trên Sydney bên Úc á. Thầy ảm chụp thì thôi trả lại cho người ta chụp hình, chụp hình người ta nói thầy đi Úc có con rơi con rớt cái chết thầy. Lúc đó thầy chưa tùy duyên nổi. Hai vợ chồng nó mắc cười quá chừng luôn. Cho nên thành ra cái tùy duyên này nó gọi là tự tại. Tự tại tùy duyên. Mà bạn muốn tự tại thì bạn niệm Phật thì được tự tại. Vì trong câu A Di Đà Phật nó có vô lượng tự tại và an lạc trong đó. Nhớ Ngài Quảng Khâm á, là một vị chuyên niệm Phật trên núi. Khi Ngài trên núi xong Ngài trở về lại Tam Bảo. Khuya nào 1 giờ Ngài cũng ra ngồi ngay cái thùng Tam Bảo. Tức là trước bàn Phật có cái thùng Tam Bảo, người ta cúng tiền bỏ vô đó. Thì cuối cùng không biết ai khui lấy rồi chỉ cho Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm. Là ông thầy này tối nào ông cũng ra ngay chánh điện, ông ngồi ông niệm Phật ở ngoài đây nè, ông lấy thùng Phước Sương ra nè. Ông Hòa Thượng cũng cười cười, ông nói gì hết trơn á. Cuối cùng bắt ổng rồi hành hạ quét nhà cầu đủ thứ hết trơn á, ông cũng làm riết cái cuối cùng cái là khám phá ra biết người kia ăn cắp. Trời ơi, lại sám hối ổng xối đầu luôn, cả đại chúng ra lại sám hối ổng. Ổng không có cãi một lời. Bây giờ nếu không phải thì sao? Nếu không có thì dính dáng gì với mình đâu. Cho nên thành ra không dính dáng gì, ổng im lặng không nói một lời. Ngày nào ông cũng ra lại ngay thùng Phước Sương đó, người ta nói ông hơi hết tiền mà còn ngồi hoài đó nữa. Cuối cùng Ngài Quảng Khâm là đạt đến tự tại, là tự tại bản sanh. Cho nên cái người niệm Phật là trong hoàn cảnh này người ta phải tự tại. Nếu hoàn cảnh này họ tự tại, dính mắc về ăn, về ở, về chấp nhất chuyện này, chuyện nọ, về tiền, về bạc, vân vân và vân vân, bạn chưa tự tại được ở trong cõi này thì bạn đừng nói cái chuyện tự tại bản sanh. Và Phật không rước những người này đâu. Đau bệnh mà không tự tại, cắn rứt bực bội khó chịu, bạn chưa tự tại với thân tâm bạn thì làm sao mà bạn sống trên Tây Phương Cực Lạc? Vì Tây Phương Cực Lạc là họ rất tự tại. Mình phải hành với cái tự tại ở ngay cõi này để nó làm cái nhịp cầu giao cảm, mình mới bước qua cái cõi khác mình tự tại được. Mà muốn tự tại thì bạn cứ niệm danh hiệu Phật lâu ngày đi rồi bạn sẽ được tự tại. Như vậy hồi nãy giờ chúng tôi nói cái người mà được sanh Tây Phương Cực Lạc là đầy đủ gì? Thiện căn phước đức. Phước đức này là gì? Phước đức đó là lợi tha, thiện căn đó là tự lợi. Bạn có cái nhân duyên thiện căn với bộ kinh Vô Lượng Thọ, bạn tin được là thiện căn, bạn dùng cái bộ kinh này cho người khác tụng gọi là làm phước đức. Thiện căn là bạn có căn lành, giữ danh hiệu A Di Đà Phật an lạc và chỉ cho người khác niệm, đó là phước đức. Nếu bạn tu chỉ có thiện căn không
bạn ích kỷ, bạn không chỉ cho người khác tu, bạn hẹp hòi, bạn rít rắm, thì bạn không có phước, thì bạn cũng không vãng sanh. Cho nên riêng với pháp môn mà Hòa Thượng Tịnh Không băng đĩa Ngài cúng dường miễn phí hết, đó là gì? Đó là tạo phước đức. Phước đức là lợi tha, thiện căn là tự lợi. Có được hôm nay cái đĩa hay, phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà số 4, có một cái niệm Phật đường Bình Dương, chúng tôi giảng trong đó, ồ cha hay quá, bà coi cái chừng sức mẻ nha, bà trả lại cho tôi, bà làm gì bà coi giữ bà. Đó là sao? Bổn xẻn với pháp, rít rắm với pháp, thì bạn không có phước đức. Nên nhớ là nếu mình tu tịnh độ mà ích kỷ hẹp hòi, chỉ có tu riêng vào phần mình, không có lo lắng cho vợ con, không có lo lắng cho chồng con, không có lo lắng người bên ngoài, và âm thầm cứ tự mình đi về, người này về cũng không được, bởi vì họ thiếu phần phước đức. Phước đức đó là lợi tha. Cho nên người niệm Phật phải lăn xả vị tha, và làm tất cả việc đó là làm việc cho Phật, cho Bồ Tát. Nghe này, nghe chỗ này nè. Nếu mà làm việc cho Tam Bảo, cho Phật, cho Bồ Tát, có nể hà không? Làm việc trong thầy nhàn là nể hà, ông bắt làm miết à. Làm việc cho chú Hiền là nể hà. Chuẩn bị xây cái hầm cầu, xây hầm cầu cho mấy Bồ Tát già này đi à. Và không những Bồ Tát già mà Bồ Tát trẻ đi luôn à. Mà nói xây hầm cầu cho Bồ Tát Ni đi à, Bồ Tát Tăng đi à. Mà đã làm việc để cho Bồ Tát thì có nể hà không? Không nể hà, không buồn phiền, hy sinh mà làm, dũng cảm mà làm, đó là phước đức. Dọn mâm cơm lên cho ni ăn, bực bội cái mấy bà này bên niệm Phật mà vô để bà ăn hoài. Cái đó là gì? Đó phàm phu làm, đang ở trong địa ngục làm, và không phải làm vì lý tưởng Bồ Tát làm, thì bạn không có cái phước đức. Cho nên cái người tu mà chỉ cầm hâm đóng cốc một mình tu, không có lòng lợi tha, thì bạn cũng không vãng sanh, bởi vì nó thiếu phần phước đức. Đầy đủ thiện căn nhưng mà không có phước đức, bạn cũng không đi được à. Còn nếu bạn làm phước đức, làm lợi tha rất nhiều, mà không chịu có thiện căn, tính căn, tấn căn, niệm tăng, định căn, tuệ căn, đó là tự hành. Và không có tự hành, và không có tu tập, không có an lạc, làm tất cả những phước đức đó là lợi tha, mà mất đi cái tự lợi, sanh ra phiền não, thì lợi tha cũng mất luôn. Và bạn có phước đức bạn cũng không được vãng sanh đâu, mà bạn phải có thiện căn nữa. Mà bạn có thiện căn, bạn tu một mình rồi, phất tỉnh ăn lê, quên hết cả sự đời, và đóng cửa lại niệm Phật để vãng sanh, không lên giảng, không có làm gì nữa cả, được. Với điều kiện phước đức của bạn đã dung trồng nhiều kiếp rồi, thì bây giờ bạn tí tu thiện căn không, mà có ai dám nói là phước đức mình đủ không? Mà cái người mà đã có thiện căn rồi, người ta thích làm phước đức. Chúng tôi mổ xẻ hai chữ thiện căn phước đức này nha, sâu lắm á, lắng nghe nha. Cái người đã có tính căn với bộ kinh này rồi, người ta muốn đem cho người khác nghe, mà đem đi là không phải bán đổi chát. Bán đổi chát không phải là tính căn nha, mà tặng cho họ, năn nỉ họ tụng đó. Và họ niệm A Di Đà Phật nhép môi có thành công rồi, bây giờ họ năn nỉ, họ tha thiết, có nhiều lúc họ khóc luôn, họ mong người ta niệm. Đó là người đã tính căn, mong người khác niệm là phước đức. Và họ thấy tượng Phật A Di Đà là bổn tôn Tây Phương Cực Lạc, họ đúc ra, các chú làm ngày đêm tặng cho người đó là phước đức, nhưng không chịu công phu tu hành, không có thiện căn, bạn vẫn rớt. Cho nên phước đức là lợi tha, mà thiện căn là tự lợi. Và bạn không có tự lợi và lợi tha thì không đủ để về Tây Phương Cực Lạc. Nghe rõ chưa? Có nhiều người nói, ồ cái ông đó đó, ông suối người ta vãng sanh, anh cứ đóng cửa ở nhà, ông tu miết, ông quên hết sự đời, ông không đi làm phước thiện nè, ông không đi làm từ thiện nè, ông không có giúp cho tha nhân, ông không xây nhà tình thương, ông làm phước nè. Cái đó là tùy duyên mình làm, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm, không sao. Nhưng mà không quên cái phước đức là cái lợi tha. Cái phóng sanh là phúc đức, in kinh là phúc đức, in tượng là phúc đức, làm nhà tình thương là phúc đức. Mà cái phúc đức lợi tha đó có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không bị trói buộc trong đó. Mà cái thiện căn này là bạn phải nhắm tới nè, không thể bỏ được nè, làm càng nhiều càng tốt nè. Thiện căn đó là tính căn, càng tu nó càng tính căn sâu. Và gì? Và niệm căn, định căn, tuệ căn nè, là phải đi sâu vào, càng dùng thời gian nhiều, chừng nào tốt chừng đó. Đó là cái gốc, đó là cái bộ rễ
Còn cái kia là cái lợi tha, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Có tiền ít, in ít, có nhiều, in nhiều, không có khỏi làm. Nhưng khi có cái tinh thần này rồi thì cái tâm của bạn rất là an lạc, thì phước nó tới, bạn làm nhiều lắm. Chúng tôi không phải khoe quý vị, riêng cái bọc da mà tuần trước chúng tôi cho quý vị, chúng tôi làm 10.000 bộ là 1 tỷ. Mà ngồi nghĩ lại giật mình, không biết tiền ở đâu mình làm. Và một năm ngoái như vậy là làm 5 lần bột da như vậy đó. Để mà cho vía Quan Âm 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 Thiên Tăng. Và cho rải rác hàng tuần ở đây gấp 5 lần là 5 tỷ. Ôi cha, tiền ở đâu ta? Chúng tôi làm cái ông gì mà có tiền được cái kiểu này? Chỉ có một cái là khắp nơi trên thế giới họ quan hỷ, họ gửi về. Rồi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm mà sao làm nhiều dữ ta? Giật mình á. Cái làm đó là phước đức đó. Và nhờ có thiện căn mình tin cho pháp môn này, và nhiều người cũng có thiện căn với mình, cho nên thành ra người ta ủng hộ mà làm. Rất là thoải mái, rất là vô tư, tùy duyên. Cho nên hôm nay giảng hai chữ thiện căn và phước đức để cho quý vị nắm rõ. Chứ không phải người tu tịnh độ là phất tỉnh ăn lê với cuộc đời không làm phước đức đâu. Mà biết cái tùy duyên của cái phước đức đó là trợ hạnh. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khổ làm, nhưng mà phải làm. Phải có cái tâm đó. Thưa quý vị, với cái pháp môn tịnh độ này chúng tôi khai triển sâu sắc, chậm rãi, từng ly từng tí, để quý vị có được cái tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Và năm cái căn này tụ chung lại, quý vị giữ câu A Di Đà Phật là đủ. Và chính câu A Di Đà Phật này là cái gốc, cái nền tảng để nó sanh ra những cái thiện căn. Cái người mà có tính căn với Phật pháp mà bước trên đường xuất gia rất sợ về đời. Vì biết về đời rất đau khổ. Cơm của đàn na tính thí mà hạt gạo nó nặng vô cùng. Đức Phật nói A Nan giặt cái y. A Nan ra giặt cái y rồi sao nhận xuống nó không có chìm. A Nan đứng lên luôn cũng không chìm. Vô bạch Đức Thế Tôn, sao cái y của ngài bữa nay nó lạ kỳ, con đứng lên nó cũng không chìm. Phật nói con lấy 4 cái hạt gạo của đàn na, con để 4 góc là nó chìm. Vậy vô lấy 4 hạt gạo để cái nó chìm cái y xuống. Phật nói con biết như thế nào không? Cái hạt gạo đàn na nó nặng lắm con ạ. Mà khi con ăn vô rồi mà con không phụng sự cho đạo pháp và dấn thân cuộc đời, mà con quay về với cuộc đời lại là cái nghiệp của con á ha, là nó nặng, con không có làm ăn gì được hết, và con sẽ khổ và khổ mãi mãi. Trời ơi, có ông thầy bạn, ông về rồi ông không làm ăn gì được, bây giờ mới kêu đồ ăn bám mà sắp chỗ chào ông dí. Này không phải ông có nghe. Nói như vậy để cho các vị xuất gia và các chú ở đây biết rằng là khi mà mình đã bước trên con đường Phật pháp rồi là mình phải đi cho đến đích. Cả cái xác thân này, thân tâm mình cúng dường cho Tam Bảo, sống chết gì cũng ở trong chùa. Nói như vậy không phải là bắt buộc mấy chú là phải ở trong này luôn, nhưng hết duyên họ về cũng tùy duyên. Giờ biết sao? Nhưng mà nói cho họ có cái khí phách đã chọn rồi và tự nguyện, chứ không phải là ai bắt buộc người ta cạo đầu mình. Mấy thầy mấy chú có ai bắt đè đầu mình cạo không? Mình muốn đưa cái đầu vô cho người ta cạo chứ ai cạo đâu. Mình tự nguyện tự giác cho bộ đầu, ai bắt cả đè đầu mình cạo đâu mà tự nhiên lính xưng phong mà đào ngủ sớm ấy. Cho nên thành ra là cái thiện căn này và cái tính căn này chúng ta phải dung chồng. Chứ để một cái lúc mà nó thui chột và nó yếu dần, vô chùa chả thấy an lạc. Và khi không thấy an lạc nó thấy toàn bộ phiền não. Vì thấy phiền não là do nhìn những cái lỗi xấu người ta. Cho nên Ngài Ấn Quang nói là không nên nhìn lỗi xấu và chuyện bại hoại của người khác, nên nhìn những chuyện tốt đẹp. Mà muốn làm sao để nhìn những chuyện tốt đẹp? Vì tâm của mình thanh tịnh tốt đẹp thì mới nhìn được chuyện tốt đẹp. Còn tâm mình phiền não xấu xa thì sẽ nhìn được chuyện xấu xa. Mà muốn làm sao tâm mình được tốt đẹp, niệm câu A Di Đà Phật, tâm bạn sẽ được tốt đẹp và nhìn những chuyện tốt đẹp. Cho nên chúng tôi kinh nghiệm nói với chư ni, với các chú một chút nè, và Phật tử cũng vậy luôn. Nếu ai thành tâm mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cái bồ đề tâm mình nó kiên cố kinh hồn, nó dũng mãnh, nó khủng khiếp.
Chúng tôi nói với quý vị không phải là chúng tôi kể khoe khoang gì. Từ khi 30 năm tu đến hôm nay á, mà chưa thấy cái giây phút nào, cái đoạn đường nào mà nó tinh tấn như lúc này. Đêm hôm trước á, ha, mới có 10:35, ngủ mới có tiếng mấy, giật mình ngồi dậy, tưởng là trễ lắm rồi, cũng tiếp tục A Di Đà Phật. Nó chưa đủ giấc ngủ, nó còn ngay cũng ngồi niệm một cặp, quay lại bật đồng hồ. Nãy giờ mình niệm cũng hơn nửa tiếng mà mới 10:35 à. Cổ sớm dữ ta. Nằm ngã lưng xuống một chút, 2 giờ thức dậy. Chúng tôi nghiệm lại từ 12 tuổi đến hôm nay 42 tuổi, chưa có cái lúc nào mà nó tinh tấn như lúc này. Tinh tấn đó từ đâu? Từ tha thiết hàng ngày niệm A Di Đà Phật. Thì nhờ cái lực niệm nó đẩy cho mình cái tinh tấn, giúp cho mình cái tinh tấn. Và nhờ cái lực niệm đó mà cái bồ đề tâm mình nó vững chắc, không sợ gì thối lui, chỉ sợ mất coi với Đạo Phật, không sợ bồ đề tâm thối lui. Quý vị cư sĩ bên ngoài á, ha, mà muốn thành đạt được bất cứ chuyện gì, quý vị cứ giữ coi với Đạo Phật thì nó tiến tới, tiến mãi và tiến về tới Tây Phương Cực Lạc. Đừng có bỏ. Thực ra sáng hôm nay chúng tôi muốn giảng cái đoạn kinh ngắn này, nhưng mà nãy giờ nói nó gần hết giờ luôn à. Lạ kỳ, lúc trước lên giảng cái ý không biết ở đâu mình để tìm ra, nó rất là khó khăn. Phải xếp vô và ghi trong tờ giấy này, phải soạn ra. Lên giảng được khi quên xuống, quên tới quên lui. Mà không biết giờ niệm Phật sao mà nó nói trong đó cứ nói hoài à. Lạ kỳ ha. Vì sao vậy? Vì câu A Di Đà Phật nó có được vô lượng giác. Bạn sinh hoạt trong đầu bạn lâu ngày thì nó khai mở trí giác. Nó là một cái chìa khóa để giải mã tư tưởng của bạn. Cái tư tưởng của bạn nó bị si mê đóng cục, đóng hòn trong này rồi. Nó u ám rồi, nó khằn trong này rồi, nó như dầu hắt á. Bây giờ bạn dùng coi như Đà Phật để giải mã nó, để khám phá nó và khai thác nó, khai thác triệt để nó bằng cách giữ coi như Đà Phật lâu ngày. Thì từ từ nó ngộ được tâm, ngộ được tánh và thành hiền, thành thánh. Câu này nó chí lý lắm nha. Cái câu này mà nó chí lý lắm à. Không phải dễ nói những câu này à. Thôi giờ giảng khúc kinh ngắn này luôn đi ha. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan rằng: lành thay, ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh nên có thể hỏi nghĩa vi diệu này. Ông nay hỏi như thế hơn cả công đức cúng dường thiên hạ A-la-hán Bích Chi Phật bố thí suốt nhiều kiếp cho chư thiên nhân dân và các loài ngọp quậy bay lượn bò trường đến 100.000 vạn lần. Vì cớ sao? Vì chư thiên nhân dân hết thảy hàm linh trong tương lai sẽ đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. Tức là Đức A Nan thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên núi Kỳ Xà Quạt. Nó liên mạch với đoạn văn trước á, là thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên núi Kỳ Xà Quạt thì tự nhiên cái sắc diện của Đức Phật bữa nay sao lạ kỳ, hào quang tự nhiên sáng rỡ. Thì A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: hôm nay thân tướng của Ngài có cái điềm lành gì mà nó rạng rỡ như rứa, nó đẹp như vậy? Thì Phật hỏi: A Nan ơi, do ông hỏi là do ông thấy được cái thân tướng của Như Lai đẹp đẽ, cái hào quang nó sáng rỡ và cái điềm lành này. Hôm nay ông hỏi cái điều này, ta chuẩn bị nói ra cho trời người và tất cả loài bò bay mấy cựa để biết là cái cảnh giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, cái công đức của ông hỏi nó thù thắng hơn là cúng dường tất cả chư vị A La Hán và Bích Chi Phật. Dầu cho ông cúng dường cho tất cả các vị A-la-hán và Bích Chi Phật thì ông chỉ được thiện căn thôi. Nhưng hôm nay ông hỏi ra để ta nói cho chúng sanh biết được để tu những cái thiện căn này. Còn nếu ông mà cúng dường để chỉ được cái phước đức thôi, cúng dường cho tất cả A-la-hán và Bích Chi Phật, cái đó là lợi tha, chỉ được phước đức cho ông thôi. Nhưng hôm nay ông hỏi cái điều này, ta nói cho ông biết cảnh giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà cách đây 10 muôn ức cõi thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, Ngài có 48 lời nguyện, ta chuẩn bị nói vi diệu pháp này, nhờ ông hỏi mà ta nói, thì cái công đức ông lớn lắm A Nan ơi. Ý nghĩa của đoạn kinh này như vậy. Nhưng hôm nay quý vị ngồi dưới đó không hỏi gì hết mà dắt nhàn tự nói, phước đức của quý vị lớn lắm quý vị ơi. Hiểu không? Giờ không có sao nói. Dưới đây vắng hoe toàn là ghế, không có mạng nào sao nói. Đúng không ạ? Mà nhờ có quý vị ngồi dưới đó, cho nên hôm nay quý Phật tử ơi, phước đức của quý vị nhiều lớn lắm. Vì có quý vị mà chúng tôi giảng được bộ kinh này và phổ biến khắp nơi cho người ta hiểu bộ kinh này. Hiểu không? Như vậy là mỗi chủ nhật về là vô lượng thiện căn phước đức cái ngang. Chứ không phải đơn giản đâu ạ. Gọi là pháp hội thánh chúng.
Vì có pháp hội thánh chúng cho nên mới gì? Mới đại giáo duyên khởi. Mới nói ra được cái giáo lý duyên khởi là cho chúng sanh khởi niệm câu A Di Đà Phật và khởi nghĩ đến cảnh giới cực lạc để họ về bên đó. Chúng tôi thấy lạ, đợt này có mấy chú trẻ trẻ nhìn cái mặt cũng dân ăn chơi bợm bã lắm, vô đây ngồi lắng nghe mà nghe chăm chú, ngồi trên ghế 2 tiếng là phải nói là xếp re một chỗ để dồn cái tư tưởng vô nghe. Đôi nhiều lúc nó thấy thời gian qua nhanh bất ngờ luôn. Hồi đêm hôm qua từ 6:30 đến 8:30 giật mình không ngờ. Vì cái gì đang vô trạng thái định thanh tịnh mà lạ nha. Rất là lạ. Một cái đạo tràng là tuần này thầy này phải tuần sau thầy khác. Và thay đổi thầy liên tục thì cái đạo tràng đó mới lên được. Bởi vì nhiều thầy giảng để hương vị nó khác. Và lối nghe, lối giảng nó khác để Phật tử ngưỡng mộ đi về. Nhưng mà không hiểu sao mà 5 năm nay từ 2007 đến hôm nay có một mình Giác Nhàn cũng giảng. Cũng đông luôn chứ. Không à. Mà quý vị nghe thấy có ngán không à? Nếu mà không công phu và không nghiên cứu sâu, ngày nào cũng lặp lại hết thì ngán vô cùng. Nhưng chúng tôi tin chắc có thời gian công phu thì quý vị lên là sẽ mới. Cũng là cảnh giới cực lạc, cũng là Đức Phật A Di Đà, cũng là câu A Di Đà Phật, cũng là niệm Phật, cũng là lạy Phật mà sao mới ngàn. Bởi vì sao? Bởi vì nó vô lượng nghĩa trong đó. Mà khai thác vô lượng nghĩa trong đó, và càng tu càng khai thác chừng nào nó càng thấy nó dí dịu chừng đó. Cho nên chúng tôi thấy quý vị có cái nhân duyên về lại đây, và hầu như chủ nhật nào có nhiều bà cụ bà kêu nếu mà chủ nhật con không về bữa đó con khó chịu. Cũng giống như là mấy bà cụ mà ở bên Cali á, mà chủ nhật nào mà không về Las Vegas casino á là nó bức rứt. Tiền già nhà nước cho, khai tiền bệnh nó đưa được mớ, khai tiền thất nghiệp nó cho mớ, con cái giữ con cháu nó cho mớ. Rồi cuối tuần phải làm gì? Sách đi quýnh casino. Xe casino á, ở Las Vegas á, gần Cali á, nó tới tận nhà nó chở luôn. Mà suốt ngày chỉ mong đến thứ bảy là để mà đi casino. Trời, chạy xe nghẹt đường nghẹt xá luôn á. Ông thầy đó ông kêu thầy Nhàn, mấy bà già đi casino nè, quýnh bài á. Về bà nào mà ăn được trời cười tươi như hoa vui vẻ. Bà nào mà thua về đụng con chửi con, đụng cháu chửi cháu. Trời, nó khổ như trong địa ngục. Có tiền khổ, khổ vô cùng. Mà thành con ma rồi, đi không đi chịu không được. Nếu mà không đi nó cắn rứt trong lòng, nó khó chịu. Con cái mà không cho đi là cằn nhằn cử nhử suốt cả tuần. Nó thành cái nghiệp casino luôn. Nghiệp quấn bài. Mà cái nghiệp đó từ đâu? Từ lòng tham muốn ăn tiền thiên hạ cho nhanh. Mà ăn được họ không? Họ làm được cái máy, họ tính tiền, họ tính toán bao nhiêu công nhân trong đó, họ lấy tiền mình chứ dễ gì họ ăn. Mà cuối cùng sao? Cuối cùng thua hết trơn. Thua hết thì về cằn nhằn cử nhử, nó thành con ma rồi. Nhưng hôm nay mình đến đây lâu ngày nó cũng thành cái ghiền không? Ghiền vô đây thấy thoải mái không ạ? Ghiền vô đây nó có tốn tiền không ạ? Đừng có nói đến đây tôi phải cúng dường trong thầy Nhàn, không có à. Có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, không có khỏi cúng. Mà cúng 10 cây lấy lại 9 cây tôi cũng chịu. Không có gì đâu các bạn à, yên tâm đi. Có tiền thì đến, không có tiền cũng đến. Không có tiền xe ôm, chúng tôi cho tiền xe ôm, tiền taxi, tiền xe buýt, không có sao hết trơn. Đến đây nó thoải mái đúng không ạ? Cho nên đến cửa Phật Pháp thì thấy nó an lạc, thoải mái. Mà đến cửa casino là coi chừng chết. À, bỏ mạng như không, tán mạng sau trường đó nghe. Thưa quý vị, thực sự mà nói thì trong người có phải chăng là do hàng ngày giữ danh hiệu Phật và tụng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ lâu ngày, cho nên nói đến bộ kinh này nói hoài, nói mãi, và càng nói trong người nó càng có một cái cảm xúc lạ kỳ. Mà chúng tôi hồi sáng hôm nay 1 giờ nằm suy nghĩ, đi kinh hành vòng vòng suy nghĩ, nói rằng rất cảm ơn các vị Phật tử. Không những cảm ơn các vị Phật tử mà cảm ơn các vị ni sư, quý sư cô. Nhờ các vị đó mà giúp cho mình để mà tuyên thuyết về được cái bộ kinh này. Và nhờ các vị này mà chúng tôi điêu luyện được cái lối giảng mà nhiều người thích thú. Và cái lối giảng này giúp cho quý vị có thể rằng là phá mê khai ngộ.
Và nếu thực hành được thì lâu ngày về Tây Phương Cực Lạc để ngộ vô sanh. Cho nên thành ra nó lợi lạc đôi bên. Lợi lạc đôi bên là quý ni sư, quý sư cô và quý vị là đối tượng để chúng tôi giảng. Và chúng tôi là đối tượng để quý vị tu, để quý vị học, để khi mà mình mãn báo thân này để mình về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho thí dụ nó nghiệp nặng đi nữa mà mình có công phu tu tập mà không về cực lạc được, nó cũng sanh vô nhà mà có biết đạo và có tu hành và nhà giàu có. Dĩ nhiên mình không muốn như vậy nha. Ngài Ấn Quang nói giàu cho bạn sanh vô dòng vua chúa đầy đủ của cải vật chất và sanh ra học một biết mười và giỏi vắng, bạn vẫn là phàm phu thôi bạn ơi. Còn nếu bạn về Tây Phương Cực Lạc thì tức thì bạn thành Phật rồi. Tiếp tục bạn tu để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác tốt hơn. Đừng mong cầu cái chuyện mà để mà sanh vô nhà giàu có quyền quý và vua chúa. Phật còn phải bỏ đi tu mà các vị. Và thêm đó nữa là cũng không cần phải học một biết mười biết trăm ngàn. Cái đó là kiến thức của thế gian. Chết rồi qua thế giới bên kia là vứt bỏ không xài được đâu. Ghê chứ. Ngài Ấn Quang nói câu nào câu đấy là xác đáng câu đó. Mà ở trong khu chuyên tu mà niệm Phật, coi cái lời của Ngài nó khế hợp với cái tâm của mình. Cái tâm của mình khế hợp với lời của Ngài, nó chảy nước mắt. Cho nên đang in 1,000-5,000 cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục về sau tặng cho quý vị. Quý vị chỉ coi một cuốn đó, coi tới coi lui và gối đầu giường để coi luôn. Đêm nào nằm ngủ cũng phải coi trước mấy trang. Ở trong này có ai muốn xin cuốn đó giơ tay cho biết đi. Thôi ai cũng muốn xin, cho là lẹ lắm. Rồi đợi từ từ, ở Hà Nội đang in 5,000 cuốn mang vô. Mà lạ ngàn, ở Sài Gòn á, mấy cái phòng phát hành bán 35,000 cuốn. Mà gửi ra cái cô Phật tử cô in cái 28,000, hỏi thầy in không thầy kiểu. Mà nói trong bụng kiểu, ồ sao rẻ quá ta, in cho 5,000 cuốn luôn đi. Mà cô này cô cũng quen, cho nên cô in 28,000 một cuốn. Mà đặc biệt dày đẹp. Cố gắng chủ nhật nào cũng đi, thế nào cũng có. Cũng như hộp da đó, chủ nhật nào cũng đi, cuối cùng mùng 8 cũng có. Ở trong này ai chưa có hộp da giơ tay cho biết nè. Ồ còn đông quá vậy. Ta hẹn đợt khác nha. Chủ nhật nào đi thế nào cũng có hộp da nữa. Bây giờ đang làm 5,000 hộp nữa, đang dập đĩa về để nhét vô. Và đợt sau là được 28 đĩa chứ không phải 20 đĩa nữa. À thưa quý vị, chúng ta chỉ nghe Pháp một buổi sáng. Và chúng tôi hôm nay biết quý vị rất là dễ chịu, chư ni cũng như Phật tử được ngồi trên ghế. Lúc trước ngồi ở dưới đất, chân nó trở như bánh tráng, nướng bánh tráng. Và cứ lo nhức cái chân, lo đau cái chân, mong cho ông giảng cho nó nhanh. Ông nói gì mà nó lâu quá, đau dò quá rồi ông ơi. Nhưng mà nói trong bụng không dám nói ra. Cho nên chúng tôi cảm được cái điều đó là phải mua ghế cho quý vị ngồi. Mà mua ghế xong rồi thấy ngồi trong này cũng chật quá, rồi từ từ tùy duyên đủ làm cái khu bên kia nó chứa được mấy ngàn người cho ngồi lên ghế niệm Si Long nữa. Từ từ ha, từ từ rồi cuối cùng đến khi về Cực Lạc ngồi đầy sen sướng cho tu sao sướng quá. À, tu là mình phải có cái thích thú đó và thấy cái lợi lạc đó mình mới tu nào. Và hôm nay phóng sanh thêm con heo rừng, mấy chú được tìm những cái quán nhậu á, chuẩn bị nó giết con heo này á, cho nên mấy chú mua được con heo rừng. Và đợt trước là 20+ con nhím, mà chúng tôi nhìn thấy cái con nhím nó ghê gớm, nó hôi mà nó trời, nó ghê gớm. Và cái lông của nó có cái kim, mà cái lông của nó đó, cái trong á, nó chỉ xù lên nó búng một cái vô người mình là dính vô là độc vô liền. Mà bữa đó sao vắng nhàn cứ rẫy nó không búng cái nào cũng hên đỡ hay thì chắc nó biết mình là chuẩn bị thả nó sao, hoặc niệm Phật sao cái tâm của nó dịu xuống. Vì sao con nhím này nó bị như vậy? Do cái lòng dạ của nó căm thù ác độc, cho nên thành ra nó phải sanh ra cái lông để bảo vệ nó, hiểu không? Con người mình nó hiền lành, nó chả có cái lông nào nanh vuốt hết, phải không? Hiểu cái lý nhân quả không? Nhân quả từ tâm sinh khởi không? Con nhím á, nó phải có một cái bảo vệ. Vì cái tâm nó ác độc quá, cho nên nó nghĩ người ta sẽ giết mình, cho nên nó sanh ra trong gai trong người nó để nó phòng thủ, nó bảo vệ. Và nó có cái cơ chế tự tồn của nó. Tự nhiên nhìn con nhím cái thấy ra một bài pháp. Và con nhím nó sanh lông ra từ đâu? Từ cái tâm của nó.
Và nếu mà quý vị ác độc, cái tâm của mình nó gì? Nó ác độc, nó ganh tị, nó thị hèm, nó còn ghê gớm hơn lông con diếm. Cái lông con diếm nó chỉ bung ra làm cho mình chảy máu, hoặc đau nhất có thể là mình dùng thuốc để mình có thể tẩy rửa nó hết được. Còn cái lời của mình nó phun ra một lời ác độc, chết người ta như thường. Có một cái cô đó chưa đi tu, thấy đứa em của mình đang phiền não, chồng theo vợ bé và khổ đau, nói một câu: tao hả, dúng mày tự tử cho chết liền. Trời, đứa em nó đi tự tử chết luôn. Cái lời nó còn hơn lông diếm không? Cái lời mình ác độc, nó ác độc vô cùng. Nói con người, con gì nó ác nhất? Nếu mà nói con người mà đã ác là nó ác kinh hồn. Nó chế ra những cái mà phải nói là chết tức tưởi. Còn nếu mà nó thiện thì nó thiện, rất thiện. Miệng của mình là một loại. Nếu mà tâm ác là nó còn hơn lông con nhím, hơn lông con nhím để nó phun độc ra. Nó hơn cái chất độc con rắn. Chất độc con rắn nó chỉ cắn mình chết một đời. Mà cái gì, cái lời của mình phun ra rồi á, người ta chết rồi, mình bị cái nhân quả mà nó hại mình đi xuống những cảnh giới ác nữa. Cho nên nó không giữ câu A Di Đà Phật, buông lời ra một cái là cái lời đó đi vào trong đầu họ thành nhân quả, là mình phải mang quả nha quý vị nha. Mang quả. Cho nên bữa nay không dám nghe điện thoại nữa, và bớt hết chỉ gì lời của mình cho nó thành câu A Di Đà Phật, nó thành cái thói quen của cái miệng luôn. Lúc trước cái miệng nó quen ăn chầu, nó cũng bếp xếp, nó quen ăn chầu, nó sàm sàm, nó cũng quen cái miệng nó sàm, cái gì nó cũng tạo thành nghiệp. Bữa nay tôi cho mày A Di Đà Phật đi, cho mình hết sàm luôn. Cái gì cũng tập nha, cho không phải dễ đâu à. Lạ lắm. Cái miệng này quen niệm rồi nhép, nó sợ mất câu niệm Phật, nó không muốn nói với ai. Mà nó tích chứa cái công đức lâu ngày, cái lời mình nói ra một cái là có uy lực liền. Nói ra một cái người ta có tin dùng liền. Hay lắm nghe. Giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người. Bạn muốn giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người, giống như trong cơn vô lượng thọ nói thì sao? Thì phải giữ gìn câu A Di Đà Phật thì nó mới không nói. Chứ không có câu A Di Đà Phật giữ gìn trên môi là nó buông lời, là nói lời ác độc liền. Còn hơn lông con nhím. Mà lời ác độc này rồi từ từ bắt đầu nó đọa lạc làm loài súc sanh, nó xù lông còn hơn con nhím nữa. Nghe hiểu nhân quả không? Nghe thì nghe khủng khiếp thiệt, nhưng mà sao? Nhưng mà nghiệp này nó trói buộc, nó làm mê mờ. Không có câu A Di Đà Phật phong tỏa, giải mã và chuyển hóa thì quý vị đọa lạc như tên bắn, rất khổ đau. Cho nên chúng tôi nói mà không có soạn trước, bằng cái cảm xúc này chắc là quý vị sẽ nghe. Và loài súc sanh nó phải có sừng, nó có nanh để nó phòng thủ bảo vệ. Vì tâm nó ác độc cho nên nó phải biến dạng thành loài súc sanh. Có thể là lúc trước họ làm người, sau họ phải biến dạng làm loài súc sanh như vậy. Ghê chưa? Tất cả đều do tâm tạo ra, loài súc sanh cũng tâm tạo ra. Nếu mà quý vị bây giờ niệm Phật như vậy thì nó thăng qua, nó về cõi Phật. Còn miệng mình không niệm Phật mà tạo ra những lời ác thì nó phải đọa lạc làm loài súc sanh. Thân người nhưng mà tâm còn ác độc hơn loài súc sanh nữa. Cho nên phải cẩn thận nha quý vị nha. Không có Phật Pháp là không biết chúng ta chìm đến cái địa ngục nào đây nữa. Vì vậy chúng tôi rất là cảm động và ghi nhận quý sư cô cũng như là quý chú buông bỏ vạn duyên sự đời lên đây tu. Chúng tôi rất là quý cái tâm trạng đó. Nhưng mà lên tới núi rồi là phải lấy hột sòn, đừng có lấy rác, đừng có lấy ba cái giải rách về nha. Giải rách đó là ở đây tu mà không an lạc cứ nói sàm, tạo nghiệp. Để cái vẻ rất đó nó làm cho mình phải gì? Phải khổ đau. Và mình phải lấy vàng hột sòn, tức là cảm nhận được cái sự an lạc của câu A Di Đà Phật và tu hành. Lên núi rồi là phải lấy trầm, đừng có lấy lá, lấy giác về. Phải lấy lõi trầm. Lõi trầm đó là pháp vị an lạc. Thôi chút nữa tặng cho quý vị cái đĩa số 4 phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Quý vị về cố gắng một cái đĩa này, quý vị nên coi tới coi lui nhiều lần. Đừng có kêu coi một lần là chúng ta hiểu hết, không hiểu đâu. Hồi nãy giờ chúng tôi giảng, có ai lên trên này hiểu hết thông vanh vách nói lại như chúng tôi được không? Không được. Không được thì phải nghe nhiều lần. Riêng đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không chúng tôi nghe rất nhiều lần, càng nghe càng thấy hay. Một cái đĩa chúng tôi phải mất đó 4-5 cái máy này về, phải 20 mấy tiếng đồng hồ ngồi đêm khuya cắt xén dựng lại để làm, kỳ công lắm.
và làm thành nhãn, thành đĩa, đến hôm nay mấy thùng nữa đó, đem tặng cho quý vị mang về. Cả một công sức, chúng ta không phải kể công, mà cả một cái kỳ công của quý vị nha, chứ không phải đơn giản đâu. Nghe từng lời từng chữ để cắt thành một cái đĩa để đưa lên trên mạng khắp nơi trên thế giới. Quý vị là hên ngang ngồi tại đây trực tiếp, cho trên thế giới bây giờ người ta đang ngồi đợi đưa một cái đĩa lên, họ mừng, có nhiều người rơi nước mắt. Còn mình cầm cái đĩa, trời, cái đĩa nào cũng nói về tịnh độ chứ cái gì đâu mà nghe. Không có thiện căn phước đức nhân duyên thì làm gì bạn có phước báu. Cầm một cái gì cũng biết cái ơn của họ, cầm một bất cứ một cái vật gì mình cũng biết ơn của họ, nghe quý vị nghe. Thôi hôm nay cái nhân duyên giảng nhàn giảng cái buổi thứ hai trong năm Quý Tỵ, đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng tôi giảng tương đối chúng tôi rất là ưng ý, không biết quý vị có cảm được điều này hay không. Từ 1 giờ khuya dậy chúng tôi lạy Phật tha thiết 2 tiếng đồng hồ, hơn 300 lạy cầu Phật gia hộ cho con hôm nay lên gặp những Bồ Tát này để cho họ cảm nhận được cái pháp môn niệm Phật này và bộ kinh Vô Lượng Thọ. Giờ đây cũng hết giờ, nhất nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo giao hộ cho tất cả quý vị phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, lão thật niệm Phật, để một đời này khi thọ mạng hết, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta giờ đứng dậy để hồi hướng nha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả loài súc sanh này, quý vị được tài thí. Đáng lẽ chiều hôm nay, đáng lẽ ngày hôm nay, tất cả loài súc sanh này bị giết chết. Quý vị mua cái chết này, quý vị được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu. Và đem tất cả loài chúng sanh này về để nghe Phật Pháp Quy Tâm Bảo, quý vị được công đức gọi là trí tuệ. Này tất cả các loài súc sanh, sở dĩ quý vị mang lông như vậy là trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị không biết tu tập, tuy rằng trong kinh Phạm Vọng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật quý vị do tham sân si, cho nên thân hình quý vị nó quái dị, là do tâm quý vị có phiền não, cho nên nó biến dạng ra hình tướng như vậy. Đó là nhân quả. Vì vậy hôm nay cho nên quý vị gặp được nhân quả tốt về Tam Bảo, được quy y Tam Bảo, được sám hối nghiệp chướng và được nghe vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của các chú. Các chú hãy lắng lòng cho thanh tịnh để quy y Tam Bảo. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diện tội tiêu khiên. Họ diệm hóa hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới. Ca trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ. Quyên trừ đội ngoại đảm địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết ế ban nhi thành tịnh độ. Sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm uy hiển tổng Thanh Lương Bồ Tát liễu đầu cam lừa thị. Năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên có ế tạng quyên trừ phổ sái pháp viên đất thanh tịnh. Này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Đà Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tấn Cam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lam Đa Dạ Di Nì Dạ Dạ Na Chí Đa Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Đi Đà Tha A Di Đi Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Cam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nì Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Đi Dạ Ma Di Đà Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Cam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca
đa tỳ ca lan đa già di nì già già na chỉ đa ca lệ ta bà ai hội chúng sanh diệu âm bơi quê ấy đơ phật a di đà lượng tốt chúng tôn ai hội chúng sanh diệu âm bơi quê ấy pháp ly dược chúng tôn ai hội chúng sanh diệu âm bơi quy y tăng chúng chúng tôn chúng sanh đã quy y phật rồi bậc đọa địa ngục chúng sanh đã quy y pháp rồi bậc đọa ngạ quỷ chúng sanh đã quy y tăng rồi bậc đọa bàn sanh chúng sanh đã tạo các ác nghiệp và đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ấy phát sanh ra chúng sanh thấy đều xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ta chúng sanh ơi ở phương tây giới an lành con nay xin phát cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật và quý vị tùy hỷ vừa vỗ tay vừa niệm phật để tùy hỷ công đức nha a di đà phật a di đà phật a di đệ tử ba chúng sanh đồng sanh về